Ta biết cái ông vua Bảo Đại là ông vua cuối cùng của triều Nguyễn. Ông vua Bảo Đại cũng giỏi lắm, cũng tài năng lắm, nhưng mà là ông vua không gặp thời. Người ta nói đến thời của vua Bảo Đại, vận khí của nhà Nguyễn chấm dứt sau khi kéo dài gần 200 năm. Vua Bảo Đại lắm tài mà cũng nhiều tật. Ông có cái tật thứ nhất là tật xa hoa. Từ cái dọc dài của dãy đất Việt Nam hình chữ S của chúng ta, cái chỗ nào mà có cảnh đẹp, vua Bảo Đại đều cho xây những biệt điện cho riêng mình. Nếu như chúng ta ra Mũi Né Phan Thiết thì còn thấy cái lầu ông Hoàng đứng chơ vơ. Trong cái nhạc phẩm Hàng Mặc Tử chúng ta nghe có câu hát đấy: Hàng Mặc Tử xuôi về quê cũ, nấu thân nơi nhà hoan. Rồi tới cái đoạn là lầu ông Hoàng đó, thở nao chân Hàng Mặc Tử đã qua. Rồi khi đến Nha Trang, ông cũng xây một cái biệt điện. Lên Buôn Ma Thuột, một biệt điện. Rồi vòng về thành phố Đà Lạt, ông xây ba cái biệt điện, được gọi là dinh 1, dinh 2 và dinh 3. Rồi ngoài cái thói xa hoa ra, Bảo Đại còn có một cái thói khác, đó là thói trăng hoa. Trăng với hoa đấy là nói về cái tình cảm của con người, của người nam và người nữ. Ông có khá nhiều người yêu và khá nhiều người vợ. Nhưng mà trong cái số những cái người vợ của ông ấy, thì Nam Phương Hoàng Hậu là người mà ông yêu nhất trên đời. Ông viết về Nam Phương Hoàng Hậu trong cuốn hồi ký Con Rồng An Nam như thế này: Bây giờ đã mấy mươi năm trôi qua rồi, mỗi khi nghĩ về Nam Phương Hoàng Hậu, tôi còn thấy như mới hôm qua đây thôi, lòng tôi rạo rực và rung động. Nam Phương Hoàng Hậu, một người đàn bà xinh đẹp, nết na, hiền thục, một người vợ đã cho tôi tất cả tình yêu của nàng. Nam Phương Hoàng Hậu là ai mà vua Bảo Đại ca tụng như vậy? Thưa anh chị em, bà là người con nhà giàu, là người có đạo Công Giáo như chúng ta. Khi nghe vua Bảo Đại cầu hôn, bà không có vội nhận lời đâu. Nếu như tôi là con gái mà được ông vua cầu hôn, tôi gật đầu ok liền tức khắc. Làm vợ vua mà, bậc bẩu nghi thiên hạ đâu phải đơn giản đâu. Vậy mà Nam Phương Hoàng Hậu lúc bấy giờ lại ra ba điều kiện với nhà vua. Điều kiện thứ nhất, tôi không phải lạy vua, vì tôi chỉ lạy Thiên Chúa của tôi thôi. Vua Bảo Đại ok. Điều kiện thứ hai, tôi phải được giữ tất cả những lễ trọng bên đạo Công Giáo của tôi. Vua Bảo Đại gật đầu ok. Điều kiện thứ ba, những đứa con tôi sinh ra với Hoàng Thượng đều phải được chịu phép chữa theo đạo của mẹ. Cả ba điều kiện đó ông vua Bảo Đại đều gật đầu chấp thuận. Vì sao? Vì Nam Phương Hoàng Hậu là một trang tuyệt thế giai nhân, bà đẹp nhất nhì của vùng Đông Nam Á chúng ta. Tôi nhìn xuống các cô hay là mấy cái chị ca đoàn á, cũng đẹp, nhưng mà không bằng cái góc của bà Nam Phương Hoàng Hậu. Cho nên cái ông Bảo Đại ông mê mẩn như vậy. Nhưng mà cái cuộc đời của bà Nam Phương Hoàng Hậu đáng để chúng ta suy ngẫm. Bà sống với một người chồng không chung thủy, mà đời của bà là một chuỗi dài bất hạnh. Làm hoàng hậu chưa bao lâu thì vua Bảo Đại đã phải thoái vị, rồi dẫn vợ con đi lưu vong bên đất Pháp. Trong những ngày lưu vong, vua Bảo Đại vẫn thói nào tật đó, vẫn trăng hoa. Nhưng bà Nam Phương một dạ yêu chồng, lo cho năm đứa con, hai hoàng tử và ba công chúa nên người. Bà qua đời mới ngoài 50 tuổi vì căn bệnh ung thư. Cái cuộc đời của bà, thưa anh chị em, ta phải nói rằng cái một cái cuộc đời đầy chữ yêu,
để xây nên một cái tổ ấm trong gia đình. Mà cái đặc biệt đó là gì? Phải chăng chính cuộc đời đầy tình yêu thương đó mà đã khiến cho ông vua Bảo Đại cuối đời quay trở về với đạo Công giáo của chúng ta? Thưa anh chị em, tình yêu nó có sức mạnh vạn năng. Nó có thể biến đổi được những con người khô khan và nguội lạnh. Người ta nói thế này, trong cuộc sống con người của chúng ta có hai cái vấn đề mà chúng ta luôn quan tâm, đó là sống và chết. Nhưng mà đúng hơn, tình yêu mới là vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì sống chết nó thuộc về thân phận rồi, mà thân phận thì chúng ta thấy nó ngắn ngủi, nó mong manh. Em ơi, có bao nhiêu đâu, 60 năm, 70 năm cuộc đời là chấm hết. Còn tình yêu nó còn mãi với thời gian, với năm tháng. Cho nên phải sống và chết cho tình yêu. Nữ sĩ Xuân Quỳnh, bà viết một bài thơ tình khá hay, có tựa đề Thư Tình Cuối Mùa Thu, được phổ nhạc và trở thành một nhạc phẩm khá nổi tiếng. Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Vỗ tay. Chắc là thấy tôi hát hay quá chứ gì, ngơ ngẩn hả? Và bà viết tiếp: mùa thu ra biển cả, theo dòng nước bao la, mùa thu về hoa cúc, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Lá vàng nó sẽ rơi xuống, nó trở về với cội nó, nước nó sẽ trôi ra đại dương, năm tháng sẽ dần trôi, tình yêu thì ở lại. Cho nên tình yêu nó đóng một cái vai trò cần thiết trong cuộc sống của con người của chúng ta. Và nó càng quan trọng cốt thiết trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình của chúng ta. Hôm qua tôi nói với chị em về cái chủ đề đời người là hạt bụi. Nó hơi buồn phải không anh chị em? Nhưng đúng. Hôm nay tôi nâng cái chủ đề lên hai tiếng tình yêu. Chữ yêu trong đời sống gia đình. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhì, Ngài nói như thế này: nếu muốn thế giới này hết chiến tranh, hận thù, khủng bố, chém giết, thì gia đình phải là một tổ ấm yêu thương. Chính xác thưa anh chị em, hay nói cách khác, gia đình hôm nay là thế giới của ngày mai. Đức Giáo Hoàng Francisco đương kim, Ngài triệu tập Thượng Hội đồng Thế giới, Giám mục Thế giới, đưa ra cái đề tài bàn về vấn đề gia đình. Rồi mới đây Ngài ban hành cái tông huấn niềm vui và tình yêu trong đời sống gia đình. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta bắt đầu đi dần vào cái chữ yêu, để xem ra nó cần thiết như thế nào trong đời sống gia đình, đời sống vợ chồng của chúng ta đây. Trước hết chúng ta thử định nghĩa xem tình yêu là gì. Trước đây có cha Vũ Khởi Phụng, Ngài là người rất giỏi, văn chương lưu loát. Có lần tôi chỉ là môn đệ rốt bét của người thôi. Có lần tôi hỏi Ngài, theo cha có thể giải nghĩa được hai tiếng tình yêu không? Ngài lắc đầu. Bây giờ các anh chị em nhìn lên cái hàng ghế đồng tế, có các cha, nhiều cha trẻ cũng đi du học về giỏi lắm, thử hỏi rằng thưa cha có định nghĩa được tình yêu không? Chắc ông nào cũng lắc đầu. Có một nhà văn viết về tình yêu như thế này: tình yêu nó là cái bóng của ta, ta theo nó chạy trốn, ta trốn chạy nó đuổi theo ta. Tình yêu nó giống như một cái con quái vật kỳ lạ, ta
ta không bắt, không nắm được nó bao giờ. Nhà thơ Tình Xuân Diệu được gọi là nhà thơ tình thời cận đại. Ông cũng thử định nghĩa về tình yêu như thế này. Làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chấm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Không thấy giải thích cái gì tình yêu cả, toàn là sắc màu, toàn là hình ảnh thôi. Nhà thơ Hàn Mật Tử tài cao nhưng bạc phận, bị bệnh cùi qua đời khi 29 tuổi thôi. Nhưng 16 tuổi ông đã có bài thơ đăng trên thi đàn của Việt Nam rồi. Ông viết về tình yêu hay lắm. Ông viết như thế này: thôi hãy lặng thinh chớ nói nhiều, hãy nhìn dưới đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, rồi để cho trời giải nghĩa yêu. Chúng ta không giải nghĩa được tình yêu, để cho ông trời giải nghĩa thôi. Cho nên xin thưa anh chị em, tình yêu nó là một cái gì muôn màu đa dạng. Ta không nắm bắt được nó, ta chỉ cảm nhận được nó qua hình ảnh, qua sắc màu mà thôi. Một hạt sương long lanh trên cành lá, một tia nắng vàng rơi xuống bên sông cửa, một cơn mưa bất chợt buổi chiều buồn. Tình yêu ấy, một ánh mắt trong xanh của ai đó, một chiếc răng khểnh, một nụ cười e ấp, một mái tóc ấm mượt, tình yêu đấy. Và tình yêu nó nằm trong những ca khúc ngọt ngào. Hôm qua tôi nói với anh chị em, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được gọi là người viết tình ca hay nhất thế kỷ. Chính xác lắm. Ông viết như thế này, anh chị em thấy hay không? Nắng có hồng bằng đôi môi, bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Nó quá hay, những cái ca từ của Trịnh Công Sơn. Nắng nó hồng, nó đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng đôi môi của em. Thành ra tôi nói với quý bà quý cô, đừng có sơn son thép vàng lên môi làm gì, sơ sơ thôi. Tạo hóa làm nên đôi môi của chúng ta vừa đủ sắc màu, đẹp hơn cả tia nắng. Anh chị em nhìn tôi đâu có đến son đâu đấy, mà môi tôi vẫn đẹp. Hôm qua tôi nói, người ta nói tôi là già. Bữa nay tôi nói thêm một điều nữa. Có người nhìn tôi nói, ông cha này ông đi tu là phải rồi, chả đẹp gì hết, nó là ở đời nó chê rồi đi tu. Tôi nghe vậy tôi cũng buồn chứ. Thành ra ngày nào tôi cũng soi gương hết. Cái bí quyết để mình thấy mình đẹp là cứ soi gương một ngày 9-10 lượt, nhìn hoài, quen đi, thấy mình dễ thương. Bây giờ các cô gái trẻ Sài Gòn sơn môi màu tím chứ không phải màu đỏ nữa. Màu tím là màu của xác chết. Thành đã thấy những cái cô gái sơn môi màu tím, tôi cứ nghĩ đó là những xác chết di động trên đường phố. Nắng có hồng bằng đôi môi em, tuyệt vời. Nhà thơ Tình Nguyễn Bính, chắc anh chị em biết cái bài mà hôm qua em đi tỉnh về, nó hay lắm. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi, bay đi ít nhiều. Bây giờ nó đổi ra hương đồng gió nổi, bay đi hết rồi. Ông viết cái lời thơ tình hay lắm. Ông viết như thế này: trăng lên đến nớ rồi tề, nói răng thì nói, mà về kẻo khuya. Ngồi với nhau không biết thời gian không gian gì hết, quên hết. Cuối cùng giật mình mới nhắc cho người tình mình, nói răng thì nói đi anh đi em, mà về kẻo khuya. Tình yêu nó là cái gì êm ái, ngọt mật, nồng say, đậm đà. Chúng ta không định nghĩa được tình yêu, nhưng có một điều chúng ta biết được tình yêu nó phát xuất từ đâu, mà chúng ta không phải tự mình biết. Chính Thánh Gioan Tông Đồ viết trong thư thứ nhất của Ngài như thế này: Thiên Chúa là tình yêu,
tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai sống trong tình yêu thì nhận biết Thiên Chúa. Vì yêu mà Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, để thông chia hạnh phúc của Ngài cho muôn loài muôn sinh linh. Khi Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài, Ngài phán một lời: hãy có trời, có trời, có đất, có đất, có cây cỏ thì có cây cỏ. Còn khi dựng nên con người, chúng ta thấy là cả một kỳ công. Nhưng mà bây giờ người ta nói con người mình là gì? Động vật cao cấp. Họ nói vậy chúng ta nghe cũng buồn, không phải buồn cho mình mà buồn cho họ. Họ không chịu học lời Chúa. Con người là kỳ công của tạo hóa mà gọi là động vật cao cấp. Tức là ở trên mấy con mèo, con chuột, chuốt vậy thôi, có gì đâu. Chúa dựng nên con người bằng cái gì? Đôi bàn tay yêu thương của Ngài. Lấy đất sét, nắng là nền người, thổi sinh khí vào lỗ mũi. Con người có sự sống. Sự sống của Thiên Chúa mà sao gọi là động vật cao cấp. Khi Chúa dựng nên Adam, Chúa thấy điều đó tốt đẹp. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa không chỉ dựng nên Adam và để cho Adam đi tu. Tôi nói thật, nếu Adam đi tu không có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao hình như người ta cứ ghét mấy ông cha, mà đặc biệt là mấy ông cha dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà này. Trời ơi, nhìn mấy ông cha cái ông nào có mà cũng hiền khô, có làm gì hại ai đâu. Ngày ngày dân thánh lễ ở chung với nhau đọc kinh, quỳ gối 3 giờ chiều đọc kinh lòng thương xót Chúa, không chỉ cho mình, cho nhân loại này nhận ra lòng xót thương của Chúa. Ngồi ăn cơm với nhau không thấy một bóng hồng nào cả, mà sao mấy ông cha này không điên ta. Rồi cũng giỡn chọc nhau vui vẻ, có gì ai cho bỏ chung với nhau. Mà tiền thì không biết có bỏ riêng không, chắc không có đâu các cha ha. Mọi sự là của chung, không riêng tư. Không có làm hại ai cả, không nhậu nhẹt, không bia ôm, không cà phê đèn mờ, không nhảy nhót cả các vũ trường. Tại sao người ta ghét? Chỉ có điều mấy ông cha này lâu lâu thấy xã hội nó bất công, bất bình, nó bất an, lên tiếng nói. Tôi nói mấy ông thấy Hà này dạng, gặp tôi chả dám nói. Tôi sợ mất mạng của mình. Có lợi gì đâu. Nói để làm gì? Không phải nói để ghét bỏ, để lên án. Nhưng mà nói để trả lại sự bình an và công lý hòa bình cho con người. Con người phải sống trong yêu thương chứ. Tôi vẫn lý luận thế này. Tôi không có tài để nói những cái câu chuyện lớn như các cha đây. Mà tôi chỉ nghĩ một điều: mọi người được sinh ra đều bình đẳng như nhau, bởi vì mọi người từ Thiên Chúa mà ra. Nhớ như vậy thì chúng ta thương nhau lắm. Cho nên nếu như chỉ có ông Adam á, thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà Chúa lại nói như thế này: ta sẽ tạo nên một trợ tá tương xứng với người đàn ông. Tương xứng là ngang bằng đó nghe anh chị em. Các ông chồng, các anh đừng bao giờ đánh vợ, chửi vợ mình, tội nghiệp. Từ ngàn xưa Chúa đã dạy điều đó rồi. Và Chúa trong một giấc ngủ mê ập xuống Adam. Adam ngủ trong mê mệt, Chúa rút xương sườn Adam làm nẻ và. Thành ra cái người Hồi giáo á, họ cũng tin một kinh thánh cựu ước như chúng ta. Người chồng gọi vợ là gì? Cái xương sườn của tôi ơi. Hay quá, tối nay về thử gọi đi. Cái xương sườn của tôi ơi, không phải là ông cha Dũng nói đâu, kinh thánh Thiên Chúa nói. Người Do Thái thì gọi vợ mình là gì? Cục thịt của tôi ơi. Trời ơi, vợ mà kêu là cục thịt. Bởi vì Chúa rút cái xương của Adam làm đến Eva. Bởi vì khi Adam thức dậy thốt lên rằng: xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Người Việt Nam mình xin lỗi nói cũng hay lắm, kêu vợ là gì? Nhà ơi. Không hiểu nổi, vợ là cái nhà sao?
Nhưng mà câu thứ hai là hay: mình ơi, mình à, hay quá. Mà khi có chút rượu ngà ngà vào, mày ơi, cũng nhanh chóng lắm, thiết thực lắm. Và khi anh Nam đoàn tỉnh giấc nồng, thấy Chúa đã dẫn Eva đến trước mặt mình, không biết đó là cái giống gì. Bây giờ tôi nhìn các bà, các cô, tôi nói, các bà, các cô, Adam không biết cái giống gì hết trơn á, tự nhiên nó xuất hiện thôi. Thành ra ta nghe ông Adam cả Lâm nói gì, anh chị em biết không? Phen này đằng ấy là xương của xương tôi, là thịt của thịt tôi. Người ta nói đó là câu tỏ tình hay nhất của người đàn ông dành cho đàn bà, là câu tỏ tình đầu tiên của con người dành cho con người trên mặt đất này. Hay quá, chính xác. Xương của xương tôi, thịt của thịt tôi đấy. Cho nên một nhà kinh thánh lại nói rằng khi Chúa dựng nên Eva xong thì công trình tạo dựng mới kết thúc tốt đẹp và mỹ mãn. Cho nên thưa anh chị em, chính Thiên Chúa tác tạo nên con người, chính Thiên Chúa gắn kết con người trong một tình yêu không chia lìa. Từ đây người đàn ông sẽ gắn bó với vợ mình, cả hai đến một xương một thịt với nhau suốt đời. Nhưng mà lại oái âm thay, nếu như Adam Eva vẫn cứ ở mãi trong khu vườn địa đàng hạnh phúc, vẫn nghe lời của Chúa, chắc không có điều gì xảy ra đâu. Không có nhân loại con cháu đau khổ như ngày hôm nay đâu thưa anh chị em. Thiên Chúa nói trước với Adam Eva, cây giữa vườn đó, các ngươi đừng có ăn nghe, ăn vào sẽ chết. Nhưng chúng ta thấy cái gì bảo đừng, chúng ta lại thích khám phá. Eva ra cái cây và ngó xem, tại sao Chúa cấm ta? Nhìn cái trái nó ngon quá, nó láng, nó mượt, nó thơm quá. Lại thêm con rắn hiện thân của quỷ dữ nói với Eva, ăn đi bà ơi, bà ăn vào đi ngon lắm, bà sẽ bằng Đức Chúa Trời. Cái cám dỗ đáng sợ. Nếu như tôi, chắc tôi không có ăn đâu. Đằng này bà Eva ăn. Mà nếu như bà Eva không ăn ấy, thì chắc không có tôi ngày hôm nay đâu. Không có chúng ta đâu anh chị em. Ăn trí cấm vào, chợt nhìn xuống thấy mình trần truồng tội lỗi. Cái độc đáo của Kinh Thánh ấy, nhìn xuống thấy mình trần truồng, mà trần truồng là gì? Là tội lỗi. Vậy mà bây giờ cái xã hội ngày hôm nay, các cô gái trẻ đẹp ăn mặc thiếu vải. Thiếu vải là gì? Trần truồng đấy. Mà trần truồng là gì? Xin tội đấy. Tôi nghĩ nếu mà tôi làm chủ tịch nước, tôi sẽ ra một cái đạo luật, những ai mà ăn mặc quá ngắn, quá thiếu vải, phạt. Chả thấy phạt gì hết trơn. Thành ra cái đạo đức của xã hội càng ngày càng suy đồi. Tôi đi vào bệnh viện Chợ Rẫy, đến cái ca mà chấn thương sọ não, sức dầu. Anh chị em biết, tôi có hỏi một người lý do sao mà chấn thương sọ não như thế này. Anh ta trả lời, thưa cha, con đi ngoài đường, con ngó ngang ngó dọc, đụng xe. Làm gì ngó ngang ngó dọc? Nếu mà cha như con, cha cũng ngó à. Con gái nó xinh quá đi cha ơi. Chết thì ráng chịu. Khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội rồi, hậu quả là gì? Ra khỏi vườn địa đàng. Từ ngàn Nguyên Tổ ra khỏi vườn địa đàng rồi, địa đàng vẫn còn đó, nhưng sắc màu đã đổi thay. Từ ngàn Nguyên Tổ phạm tội rồi, tình yêu vẫn còn đấy chứ, nhưng mà cái tình yêu thương trân trọng, phục vụ yêu thương nhau, nó đổi mất cái màu. Nó trở thành một cái tình yêu thèm muốn, chiếm đoạt và làm chủ. Cho tâm của chúng ta thấy nó từ ngày Nguyễn Tổ phạm tội, nó để lại một cái hệ lụy cho con cháu. Mà chúng ta gọi theo cái gọi của giáo lý của chúng ta là tội Nguyên Tổ. Từ ngày đó tội lỗi tràn ngập trên thế gian này. Hôm nay tôi gửi đến anh chị em và các bạn trẻ hai cái tội thôi, để chúng ta suy gẫm với nhau. Mà tôi nghĩ rằng hai cái tội này là hai cái tội đáng sợ nhất. Tội thứ nhất đó là tội ganh ghét. Ta thấy gia đình chém giết nhau, anh em giết nhau. Cựu Ước kể lại,
Cain vì ganh ghét với thằng em của mình là Abele, vì nó đẹp hơn mình, trắng trẻo hơn mình, cái tâm nó tốt hơn mình, nó dâng lễ vật tốt đẹp Thiên Chúa nhận lời nó. Còn ngược lại Cain thì hoàn toàn không được như vậy, thành ra ganh ghét với đứa em trai ruột của mình, xuống tay hà sát, giết chết người em. Và cái hệ lụy đó nó tiếp diễn mãi suốt dọc dài của lịch sử loài người cho đến ngày hôm nay. Ông bà mình có câu nói hay lắm, thưa anh chị em: con gà nó nhau tiếng gáy. Con gà đây là con người chứ ai. Ông bà mình ví von như vậy, đâu có ai muốn người khác gáy hay hơn mình đâu. Thánh Phaolô khuyên chúng ta điều gì? Vui với người vui, khóc với người khóc. Thú thực với anh chị em, khóc người khóc dễ lắm. Người khóc người thất bại hơn mình, người khóc người bất hạnh hơn mình, dễ khóc với họ. Còn vui người vui khó lắm, vì người vui người ta thành công hơn, người ta giàu có, người ta trình độ hơn. Đâu có ai muốn người khác hơn mình, mới nảy sinh ra cái bệnh ganh ghét. Ganh ghét đẩy tới đố kỵ để tị hiềm, nói hành, nói xấu, hạ nhau rồi hại nhau, thậm chí giết nhau. Tôi ngồi tòa ở thực với anh chị em, đa số chúng ta từ giáo dân tới linh mục hay là nam nữ tu sĩ đều xưng một cái tội giống nhau. Thưa cha, con có tội ganh ghét. Có lần tôi hỏi một cái chị đàn bà, con phạm, chị xin với tôi như thế này: thưa cha, con phạm tội ganh ghét 100 lần. Tôi hỏi vậy chứ chị xưng tội cách đây bao lâu? Thưa cha, 3 tháng. Thế thì 3 tháng có 90 ngày, lấy 100 lần chia cho 90 ngày thì một ngày phạm tội ganh ghét hơn 1 lần. Nói vậy thôi, nói anh chị em tội nghiệp chứ tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi nghe xưng thưa cha con có tội ganh ghét thì tôi cũng nói ngược, nói thầm thôi: cha cũng giống vậy đó con ơi. Nhiều khi mà ganh ghét khiến cha mất ngủ mất ăn kìa. Chúng tôi cũng bị cái tội này nặng lắm, thưa anh chị em. Anh chị em biết cái bây giờ ở miền Nam, ở Sài Gòn có hai cái ông cha nổi tiếng, đó là cha Trần Đình Long và cha Nguyễn Sang. Cha Nguyễn Sang từ ngày mà ngài cất tiếng hát vì người nghèo, trời ơi, người ta mua đĩa của ngài nhiều lắm. Ngài được mời qua bên Úc, bên Mỹ, Canada để trình diễn. Ngài nói với tôi như thế này: con bán đĩa và người ta giúp cho tiếng hát của người nghèo của con tới hôm nay nếu tính ra được 30 tỷ, tôi trong mặt. Nếu mà hát thì Nguyễn Sang hát sao qua tôi. Nhưng mà thôi, tôi nhường cho ngài. Tôi chỉ ra bài giảng bán thôi. Tôi ra được trên 22 chủ đề. Đĩa của cha Nguyễn Sang 30 ngàn một đĩa, đĩa của tôi 10 ngàn, mà không có ma nào nó mua hết. 4 năm làm đĩa bán tính ra khoảng chừng 50 triệu thôi. 50 triệu so với 30 tỷ của cha Sang, nhỏ bé quá sức. Thành ra đêm đêm giật mình nghĩ tới tiếng hát vì người nghèo của linh mục Nguyễn Sang, mất ngủ, thưa anh chị em. Ganh ghét đó. Một vị thánh nữ có nói: nếu như ta đừng ganh ghét và đừng nói hành nói xấu nhau thì đủ điều kiện lên thiên đàng. Hay quá sức. Một nhà tâm lý có nói như thế này: cái bệnh ganh ghét nó chết sau con người 1 giờ đồng hồ. Tức là chúng ta chết rồi, cái thằng ganh ghét 1 giờ sau nó mới chết. Ớn lạnh, chị em thấy kinh khiếp chưa? Thánh Phaolô mới nói như thế này: anh em ơi, lòng mến thì không ghen tương, không hận thù. Mà chúng ta cũng chắp tay, chúng ta nói ngược với ông Thánh Phaolô: ông Thánh Phaolô ơi, chúng con chưa có lòng mến, thành ra đời chúng con vẫn cứ mãi chìm trong ganh ghét. Cái tội thứ hai là cũng là một cái tội đáng sợ,
Xin thưa anh chị em, đó là tội tà dâm. Sách Cựu Ước có kể với chúng ta về ông vua David. Vua David là thánh vương, vậy mà cũng ngã trong cái tội tà dâm này. Ông chiếm đoạt vợ người để thỏa mãn xác thịt. Sau khi chiếm đoạt xong, ông là giết người chồng của người đàn bà đó, đẩy cái người chồng là tướng của ông ra mặt trận sung yếu nhất, dùng tay quân giặc để giết chết cái người tướng và người chồng tội nghiệp ấy để trừ hậu họa sau này. Từ cái tà dâm, ông vua David phạm cái tội chiếm đoạt vợ người. Chiếm đoạt vợ người xong phạm theo cái tội thứ hai, giết người. Nhưng mà sau này vua David thành tâm sám hối quay về, ông được thứ tha, ông mới được gọi là thánh vương. Cái độc đáo trong cái niềm tin của chúng ta đó là gì? Tội cỡ nào nhưng quay về thì vẫn có thể làm thánh vương, vì tình của Chúa cao hơn tội của chúng ta. Đức Phật Thích Ca nói một lời cũng hay lắm. Đức Phật Thích Ca nói như thế này: trong các thứ tội thì tội tà dâm là tội nặng nhất. Tội tà dâm sẽ khiến con người không được cõi niết bàn. Chính xác đó anh chị em. Một nhà tu đức nói như thế này: nhu cầu về xác thịt lớn hơn cái nhu cầu về ăn uống. Đúng quá sức. Một ông thầy già ở trong nhà dòng, bây giờ ngài qua đời, ngài để lại cho tôi một cái di chúc bất hủ. Ngài 90 tuổi mà ngài nói như thế này nè anh chị em. Ông cha biết không, tôi từng tuổi này mà cái sự ấy nó vẫn còn. Không biết sự ấy là cái quá gì không biết. Tôi thì cũng ngơ lắm. Mỗi chiều đó ra nhà thờ đi lễ, thấy mấy đứa con gái nó ăn mặc cũng cẩn, tối về không tài nào ngủ được. Tội nghiệp ông thầy già 90. Giờ ông mới nói với tôi: cha còn trẻ nha, thời bây giờ yêu quá nhiều lắm đó, cha mà giữ mình đi nha. Tôi nói thầm, tôi nói trời ơi, đàn bà con gái người ta cha nó yêu quá. Ngày hôm nay cái tội tà dâm nó tràn ngập trên mặt đất này. Vì sao thưa anh chị em? Thế giới ngày hôm nay chủ trương tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc, hưởng thụ xác thịt. Rồi cái xã hội ngày hôm nay chúng ta là thấy một cái xã hội suy đồi về mặt đạo đức. Do đó mà cái văn hóa của hôm nay ta gọi là văn hóa thời đại, nó nhảy vào trong cái vòng chiến, trong cuộc chiến này, đánh gục chúng ta vì cái vấn đề giới tính, xác thịt, tình dục tràn lan ở trên báo đài. Tôi nói thật anh chị em, tôi thích đọc báo thể thao lắm. Mà bây giờ báo thể thao nó cũng đưa những hình ảnh khiêu gợi lên báo. Tôi mới đầu tôi coi, nói nhỏ anh chị em nghe thôi nghe, thấy hình ảnh con gái đẹp cũng ngó chút coi thử thế nào. Nhưng mà từ đó về sau không bao giờ tôi dám đọc báo thể thao nữa hết. Vì tôi cũng là con người. Con người thì ai cũng yếu đuối. Thánh Phaolô dặn chúng ta những điều thiện phải làm chúng ta không làm, những điều không được phép làm chúng ta lại muốn làm. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Chúng ta thấy đó, trên báo, trên đài, trên internet đầy dẫy những hình ảnh về sex, về giới tính. Mà tôi nghĩ rằng chính từ những cái này nó đầu độc người trẻ và ngay cả người lớn tuổi của chúng ta nữa. Nó tác hại, tác động ghê lắm thưa anh chị em. Có bạn trẻ nói với tôi: thưa cha, tối nào con cũng lang thang ở trên mạng. Tôi nói: đi lang thang đâu trên đó cho nó cực vậy. Không, vui lắm cha, bữa nào cho thử, cho lên một trang mạng cho xem. Trời ơi, nó thấy xem, nó thấy đẹp, nó còn cám dỗ tôi nữa. Thôi thử anh chị em, tôi rất lạc hậu. Sống ở Sài Gòn 12 năm, mới đổi về miền Tây 1 năm nay thôi.
Tôi chưa bao giờ lên mạng hết, mà tôi cũng chả đi tìm gì trên mạng cả. Tôi không biết vi tính, điện thoại di động tôi không biết nhắn tin, không biết lưu số của ai. Ai gọi điện tới tôi đều hỏi một câu: ai đó? Người ta nói sợ sao mà cha lạc hậu thế. Bên Mỹ người ta gọi điện về cho tôi hỏi cái số email, tôi nói email là gì? Không có. Chưa thấy ông cha nào lạc hậu như cha. Thôi kệ nó, lạc hậu cũng được, mai mốt miễn lên thiên đàng được rồi. Anh chị em cứ tin những bài giảng của tôi viết tay không à? Mai mốt tôi chết, ai muốn tôi để lại cái di cảo viết tay giá trị hơn là vi tính nhiều ha. Thưa anh chị em, thành ra cái sau ngày hôm, cái tác động của cái văn hóa thời đại, nhiều người trẻ, nhiều bạn trẻ chủ trương sống thử. Sống thử là gì? Quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cái đó mới là cái được, mà là cái mất, cái đáng sợ. Có một bạn gái cách đây 5 năm nói với tôi: thưa cha, hôn có tội không? Theo anh chị em, hôn có tội không? Tôi nói hôn là sao có tội con? Cái hôn là đẹp mà. Nếu mà hôn có tội thì làm sao có bài hát nhớ nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em. Vỗ tay đi. Chưa dành cho mà đã nhớ rồi, hôn đâu có tội. Nhưng cái vấn đề thế này, con có dừng lại ở cái nụ hôn hay không, hay là nụ hôn chỉ là bước khởi đầu để đẩy chúng ta phạm những tội khác? Còn mới đây cách 2 năm thì có một bạn gái, bạn nữ lại hỏi tôi: thưa cha, giao hôn mình khắc nghiệt quá đi, không cho phép ly dị. Tại sao không cho sống thử? Sống thử để biết nhau trước, nếu mà cảm thấy hợp thì đến với nhau, còn không hợp chia tay để về với nhau không biết gì hết. Khi biết ra ly dị không được, mắc tội. Tôi nói thì con muốn thì con cứ sống thử cho con biết liền à. Đúng, bạn nữ đó đã sống thử không chỉ một người đàn ông mà khá nhiều người. Tới bây giờ vẫn cứ hát mãi bài đời tôi cô đơn. Sống thử rồi ai lấy nữa, đừng có dạy. Ông bà mình dặn cái ngàn vàng đừng có dạy mà cho. Thánh Augustino ngày này nói hay nữa: yêu đi đã rồi hãy cho. Yêu là gì? Sống cái đời sống hôn nhân ngon lành đã, hãy cho, đừng có trao, đừng có vội vàng. Sống thử nó sẽ đẩy đến vấn đề phá thai, nó không xa bao nhiêu hết. Mà khi con người thỏa mãn cái xác thịt rồi, thì khi có con gạt nó, giết nó, mà tôi nghĩ không có cái tội gì nặng cho bằng cái tội phá thai vì giết chính hạt máu của mình, mẹ giết con. Những người bên lương họ nói với tôi: chúng tôi phá thai nhiều lắm, nhưng mà tối nào ngủ cũng không có yên, nó về như nó kêu suốt đêm: mẹ ơi mẹ ơi. Người bên lương đấy. Chúng ta thì không có tin cái điều đó, nhưng mà thưa anh chị em, lương tâm của chúng ta đâu cho phép. Khi tôi ở Sài Gòn ấy, tôi biết cái bệnh viện Từ Dũ một ngày nó phá thai như vậy là mấy trăm ca, giết sinh mạng con người một ngày mấy trăm người. Bây giờ tôi về miền Tây, tôi mới xuống một cái nghĩa trang được gọi là nghĩa trang Anh Hải. Nơi đây người ta quy tụ được gần 50.000 thai nhi bào thai. 50.000 đó phải ít. Người ta phải gom lại có một tuần ngày thứ bảy đi an táng. Cứ mỗi cái nấm mồ là 100 em, 200 em, 500 em nằm chung dưới đó. Mà cũng cái ông giữ nghĩa trang nói với tôi: con quen rồi, con thương các em lắm, mà mới đầu tôi ngủ không được, nghe nó khóc hoài: mẹ ơi cha ơi. Rồi nó xảy ra cái tình trạng phản bội trong đời sống hôn nhân, ngoại tình, ly thân, ly dị đầy dẫy. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay ngài nói đó, vấn đề ly dị là vấn đề xấu, nhưng mà ngày hôm nay càng ngày vấn đề ly dị càng nhiều. Đó là một vấn đề nhức nhối và đáng sợ. Thưa anh chị em, cái di chứng của việc ly dị nó gây đổ vỡ trong gia đình, nó gây là những cái ảnh hưởng không tốt cho con cái mình. Mà cái vấn đề ly dị không chỉ ở ngoài đời, ngay trong nhà gia đình Công Giáo của chúng ta cũng bây giờ bắt đầu là nhiều lắm.
Tôi mới gặp một cái cô giáo, chồng chết được 3 tháng, thành ra mẹ hóa con côi, có 2 đứa con. Khi biết chồng của cô giáo này chết, người tình xưa quay trở lại phúng điếu. Rồi chắc nhìn cái cảnh mẹ hóa con côi thấy tội nghiệp quá chăng, tối nào cũng gọi điện để an ủi. Người ta nói đúng lắm anh chị em, tình rủ tình cũ không rủ cũng theo. Rồi một ngày cái họ hẹn hò, mà hẹn hò rồi điều gì xảy ra? Lửa gần rơm mà thì rơm nó cháy tiêu à. Rồi cô giáo nó có thể cảm thấy day dứt, hỏi tôi: thưa cha, con cảm thấy chắc chú không bắt tội con đâu, vì con mất chồng, con bất hạnh, con thiếu tình thương, có tội không cha? Tôi nói: trời ơi, tội chết đi chứ. Cái tội thứ nhất là tà dâm, điều răn thứ sáu đó con. Cái tội thứ hai ấy, con giật chồng của người ta, khiến cho cái người chồng đó cũng phạm cái tội ngoại tình. Mai kia người ta sẽ ly dị, người ta sẽ đổ vỡ trong cái tổ ấm gia đình của họ. Con là người gây ra cái tội này, chấm dứt đi. Một phút giây thỏa mãn trong tính xác thịt của cuộc đời, sống sao được với thiên đàng vĩnh cửu mai sau. Chúa Giêsu nói đó, lợi lộc cả thế gian mất linh hồn ích gì. Vậy thì thưa anh chị em, những điều tôi vừa nêu ra nó giống như một cái bức tranh mà chỉ một cái sắc màu xám xịt đang vây phủ nhân loại này, và cũng đang vây phủ cái bầu trời u ám là gia đình của chúng ta. Chúng ta làm gì đây để giúp đỡ nhau vượt qua những cái thử thách, những cái khó khăn, những cám dỗ này? Thưa anh chị em, thời gian nó đã hết rồi. Ô cha, sao hôm nay giảng dài thế? Mệt chưa? Anh chị em mệt chưa? Nói yếu xìu à? Chưa. Tôi thì mệt rồi, vì tôi chiều nay á, tôi chưa có ăn gì hết. Bây giờ là đói. Thưa anh chị em, ý là nói tôi là hát nữa đi cha, để ngày mai sông Càng Đá Mòn. Ý tôi nói là anh chị em chắc cũng mệt, nhưng không có mệt bằng tôi đâu. Tôi đứng 1 tiếng đồng hồ, tội không? Nói gần 1 tiếng đồng hồ, tội không? Vậy mà ngồi dưới đó không, dựa lưng ra ghế mới đã chứ. Thôi thì anh chị em ơi, tôi cũng phải dừng lại thôi. Nếu mà cái bài giảng này tôi giảng xong thì phải 15 phút nữa. Thôi thì cho tôi một vài phút để kết thúc. Nhưng mà nói nó không có đầu, nó có đầu mà không có đuôi thì nó cũng kỳ lắm. Tính tôi thì dài dòng văn tự. Thưa anh chị em, tôi kết thúc như thế này. Khi chúng ta không biết làm gì, khi chúng ta không biết ngày mai nhân loại này sẽ đi về đâu, thì có một lời khuyên: khi không biết đi về đâu, hãy quay về với điểm mình xuất phát. Cái điểm mà chúng ta xuất phát là gì, ở đâu? Xin thưa Thiên Chúa, từ nơi Ngài có chúng ta, từ nơi Ngài mà có những tình yêu tốt đẹp trong cuộc đời. Quay về với Chúa, nghe lời của Ngài. Lời của Chúa đi qua giáo hội mẹ của chúng ta đến với chúng ta. Tôi đưa ra 2 cái lời khuyên của 2 vị thánh giáo hoàng được tôn vinh đến bậc hiển thánh cùng một ngày, đó là thánh giáo hoàng John 23 và thánh giáo hoàng John Paulo đệ nhì. Thánh giáo hoàng John 23 nói như thế này: hỡi các gia đình công giáo, để sống trọn vẹn và tràn đầy đời sống ơn gọi gia đình Kitô giáo, cha khuyên các con mỗi khi đem về, vợ chồng con cái hãy quy tụ trước bàn thờ Chúa để cầu nguyện. Thưa anh chị em, phải cầu nguyện thôi. Cầu nguyện để gia đình chúng ta được liên kết trong tình yêu với Chúa. Cầu nguyện để chúng ta có thể dắt dìu nhau vượt qua những cái thảm cảnh, nghịch cảnh của cuộc đời. Cầu nguyện cho gia đình mình sống tình yêu, mà cho những gia đình đang gặp thử thách cũng trở về với tình yêu. Thánh giáo hoàng John Paul đệ nhì, Ngài lại khuyên như thế này: cha khuyên các con, mọi gia đình công giáo trên thế giới
hãy chiêm ngưỡng và học hỏi gia đình thánh, tức là thánh gia Nazareth. Thưa anh chị em, tôi dừng lại nơi đây. Mà thôi, nghe nữa thì cho tôi kể câu chuyện, còn không là tôi đi xuống. Nghe nữa không? Tôi biết có cha phải đi dạy giáo lý, có cha thì phải công việc. Nhưng mà xin các cha thôi cứ ráng, chứ chắc là con không có dịp ra đi nữa đâu. Tuổi già sức yếu rồi, năm nay 55 tuổi mà người ta ngỡ 70. Có một cái người đàn ông mà đời của ông chìm trong bất hạnh. 15 năm bất hạnh. Ông cứ vợ, hai vợ chồng sinh ra đứa con trai đầu lòng bị tâm thần bẩm sinh. Rồi sinh ra thêm đứa con trai thứ hai tốt. Rồi hai đứa con gái sinh đôi. Ông nuôi dạy nên người, gả chồng gả vợ. Chỉ còn ông sống với người vợ và đứa con trai tâm thần. Mà rồi bất hạnh bỗng ập xuống. Người vợ đi chợ bị tai nạn xe, chấn thương sọ não. Khi đưa về nhà, bán thân bất toại. Một thời gian sau hoàn toàn bại liệt. 15 năm trời một tay ông có lo cho vợ, từng thìa sữa, từng miếng cơm. Bất toại đâu làm gì được, nằm vậy thôi. Tiêu tiểu một tay ông lo hết. Sáng bồng vợ đang đặt lên cái xe lăn, khi bà mỏi lại bồng đặt lên giường, đưa ra đi vô không biết bao nhiêu lần suốt 15 năm trời. Mà cái người bất toại họ không còn nói được, ú ớ thôi. Chứ giá như bà nói anh ơi, anh ráng đi anh ơi, em không làm được gì, thì có thể là một sự an ủi. Bà chỉ ú ớ. Và nhiều khi bà xúc động, bà rơi nước mắt, khóc thương người chồng tội nghiệp. Lo cho vợ rồi, mệt mỏi muốn vô nằm nghỉ trong đêm. Thằng con trai ban ngày nó ngủ, ban đêm nó lên cơn điên. Ban đêm nó ngủ, nó la làng, nó chửi bới rồi giết người. Ông phải trỗi dậy, dỗ dành người con điên loạn của mình. Thưa anh chị em, có người nói với tôi, chồng con bất toại 3 năm rồi, chịu không nổi nữa cha ơi, mà sao nó không chết vậy cha? Trời ơi, có 3 năm, đây người này tới 15 năm. Cái gì làm trong có một cái sức sống và một sự phục vụ chu đáo? Thưa anh chị em, tôi thấy nó hay quá khi tôi đọc câu chuyện này. Mỗi buổi chiều khi cho vợ, cho con xong, ông chui vào nhà thờ, ngồi dưới góc nhà thờ, đầu cúi xuống. Ngày nào cũng như ngày nào. Cha xứ thắc mắc hỏi, ông vào nhà thờ xong ngồi buồn, ông có nói gì với Chúa không? Thưa cha, con không nói gì với Chúa cả. Con chỉ nói với Chúa có một điều. Chúa ơi, xin cho con một tình yêu. Con không yêu con, không yêu ai. Con yêu người vợ bại liệt của con. Con yêu đứa con tâm thần điên loạn của con thôi. Và chính vì cái lời cầu nguyện đó, chính một tình yêu đó, để giúp ông có thể sống suốt 15 năm qua trong chuỗi dài xem ra không thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình. Nhưng mà thưa anh chị em, khi có tình yêu, ông lại thấy thương vợ hơn. Khi có tình yêu, ông lại thấy thương con hơn. Chúa ở cùng anh chị em. Bài Thuyết Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đóng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện,
Hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đón hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh đón hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta hôm nay là thứ tư lễ tro. Mà thứ tư lễ tro trong khuôn khổ của năm đại toàn xá của lòng thương xót Chúa. Cho nên tôi sẽ khai triển tất cả các bài đọc của ngày thứ tư này trong cái tinh thần tĩnh tâm, chứ không phải là một bài giảng thường. Mà trong tinh thần tĩnh tâm thì anh chị em chịu khó nghe phân tích nó sâu sắc hơn, nó chu đáo hơn, để chúng ta có thể nắm biết được nhiều hơn. Bởi vì khởi đầu của mùa chay, ngày thứ tư lễ tro, nó cái thời mốc này, cái thời điểm này, nó cũng là một cái thời điểm mốc chốt của cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta kiên nhẫn và chịu khó dành thời gian để lắng nghe lời của Chúa. Cái chủ đề cho cái ngày thứ tư lễ tro này mà tôi đề nghị anh chị em, đó là quyền năng của cái nhìn xót thương của Thiên Chúa. Cái nhìn xót thương của Thiên Chúa có quyền năng như thế nào? Thì các bài đọc sẽ cho chúng ta thấy, và những cái bài tin, những bài kinh thánh minh họa cho chủ đề này, chủ đề về cái nhìn của Chúa, để giúp chúng ta đào sâu, giúp chúng ta biết xác tín, và nhất là giúp cho chúng ta biết luôn biết tìm kiếm cái nhìn của Chúa hơn là cái nhìn của phàm nhân. Bây giờ thưa anh chị em, chúng ta sở dĩ tại sao tôi đề nghị cái chủ đề này là quyền năng của cái nhìn xót thương của Thiên Chúa, bởi vì lý do thứ nhất là chúng ta nằm trong cái năm đại toàn xá lòng thương xót Chúa. Cái lý do thứ hai là chúng ta biết cái kinh lòng thương xót Chúa mà Đức Thánh Cha Phanxicô cho chúng ta đọc, cái chủ đề chính của cái kinh lòng thương xót Chúa đó, kinh đọc trong năm thánh này, là cái chủ đề chính đó là cái nhìn. Và chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Mà tôi đoán hiểu được lý do tại sao Đức Thánh Cha lại nhấn mạnh đến cái chủ đề cái nhìn ở trong cái kinh này, trong năm đại toàn xá của lòng thương xót. Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng cái suy đoán của tôi nó cũng có phần chính xác, là bởi vì chúng ta thấy Đức Giêsu đã yêu cầu, đã xin thánh nữ Faustina cho vẽ cái ảnh tượng lòng thương xót Chúa y như thánh nữ thấy Chúa vậy. Chúa bảo thấy như thế này thì vẽ đúng như vậy đó, cho vẽ đúng như vậy. Và chúng ta biết là trong cái ảnh lòng thương xót của Chúa, cái nhìn của Chúa rất là tuyệt vời. Cái nhìn của Chúa rất là tuyệt vời. Cái nhìn của Chúa đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái ảnh lòng thương xót của Chúa. Tí nữa tôi sẽ làm chứng cho anh chị em thấy cái quyền năng của cái nhìn của Chúa, hay là của việc để cho Chúa nhìn mình trước ảnh lòng thương xót, để cho anh chị em có thêm niềm xác tín và yêu mến cầu nguyện. Mà nếu như chúng ta biết rằng Chúa đã nhất quyết là phải yêu cầu chúng ta nhìn Chúa qua cái ảnh, có nghĩa là chủ đề về cái nhìn rất là quan trọng. Rồi từ đó, cho nên tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha được linh hứng để mà soạn cái kinh này từ cái yêu cầu đó của Chúa.
Từ cái việc Chúa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cái nhìn, cái ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đó. Cho nên chúng ta thấy là Đức Thánh Cha đã đưa ra cái kinh này, và từ cái kinh này mà tôi mới đặt cho cái chủ đề của ngày thứ tư lễ tro này, mà các bài đọc cũng nhấn mạnh đến cái nhìn của Chúa. Cái nhìn của Chúa. Bây giờ chúng ta nghe qua cái phần đầu của cái kinh mà chúng ta đã đọc và chúng ta đang đọc mỗi ngày, để thấy cái chủ đề của cái về cái nhìn của Chúa nó như thế nào. Của cái kinh của Đức Thánh Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, và ai thấy Chúa là thấy Cha, Chúa Cha. Chúng ta phải tự đặt vấn đề. Nếu như chúng mình chỉ đọc y như con vẹt mình đọc qua thôi mà không suy đó thưa anh chị em, chúng mình không có cảm nếm được cái đẹp rất là tuyệt vời, cái tinh túy của từng lời kinh này thưa anh chị em. Chẳng hạn tôi mới vừa đọc cái câu đầu tiên thôi, là Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời. Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời. Cái nội dung của việc Chúa dạy đó gì là gì? Là phải có lòng thương xót như Cha trên trời. Và nội dung thứ hai của cái giáo huấn của Chúa đó là gì? Là ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Tại sao Đức Thánh Cha để trong cùng một câu hai mệnh đề, hay là hai đối tượng, hay là hai nội dung của giáo huấn của Chúa? Hai nội dung này đi song đối với nhau và được nối liền bởi chữ và. Chúng ta thấy Chúa dạy điều gì? Thứ nhất, phải có lòng thương xót như Cha trên trời. Thứ hai là ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Tại sao cái chủ đề thấy Chúa là thấy Chúa Cha lại đi song đối với cái việc là phải có lòng thương xót như Cha trên trời? Chúng ta thấy không? Cho nên như vậy thì nó có một cái mối liên hệ về thần học thiêng liêng, về thần học thiêng liêng, giữa cái việc là phải có lòng thương xót và cái việc thấy Chúa Cha. Ai có lòng thương xót thì sẽ thấy được Cha. Ai mà kinh nghiệm về sự hiện diện của Cha trong đời mình, thấy được những kỳ công của Cha thực hiện trong đời mình, thì người đó sẽ có lòng thương xót. Chúng ta thấy cái logic giữa hai phần này, giữa hai cái nội dung của lời dạy hay lời giáo huấn của Đức Giêsu ngay từ khởi đầu của cái câu đầu tiên của cái lời kinh này của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng ta nghe tiếp: Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa và chúng con sẽ được cứu độ. Một lần nữa chúng ta thấy cũng có hai phần. Xin ở trên kia là Chúa dạy thì cũng có hai phần. Ở dưới này cái câu thứ hai của lời kinh đó là gì? Là cũng có hai phần. Xin cái gì? Xin cho chúng con thấy dung nhan của Chúa. Và xin cái gì nữa? Và xin cho chúng con được ơn cứu độ. Như vậy, thấy dung nhan của Chúa đi song song với được ơn cứu, cứu độ. Chúng ta thấy tuyệt vời chưa, thưa anh chị em? Như vậy, khi chúng mình chiêm ngắm dung nhan của Chúa qua màu ảnh lòng thương xót của Chúa, khi chúng mình nhìn ngắm Chúa và để Chúa cho Chúa nhìn mình, khi chúng mình cầu nguyện trước ảnh Chúa chẳng hạn, thì là gì? Chúng mình được cứu độ. Bởi vì hai cái chủ đề thấy dung nhan của Chúa và được cứu độ đi song đối với nhau trong cái lời nguyện xin này. Chúa dạy hai điều và Đức Thánh Cha gợi ý cho chúng ta xin hai điều. Điều thứ nhất, thấy dung nhan của Chúa. Điều thứ hai, được cứu độ. Mà làm sao thấy dung nhan của Chúa? Chúa bảo Thánh nữ Faustina vẽ hình tao ra rồi nhìn vào mà cầu nguyện, chiêm ngắm dung nhan đó, nó dung nhan đầy lòng thương xót kia kìa, thì sẽ được cứu độ. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Nó chỉ mới hai câu đầu của lời kinh thôi, chúng ta thấy cái chủ đề thấy chiêm ngắm Chúa và để nhất là để cho Chúa nhìn mình, nó mang lại gì? Nó làm cho chúng ta có lòng thương xót và nó mang lại cho chúng ta ơn cứu độ. Chúng ta thấy cái việc mà để cho Chúa nhìn mình hay là nhìn Chúa đó, nó dẫn cho chúng ta đến hai cái hệ quả tuyệt vời, đó là có được lòng thương xót như Cha trên trời, có nghĩa là trọn lành như Cha trên trời, đó là đạt đến được lý tưởng của trọn lành rồi đó, lý tưởng của Kitô giáo rồi. Rồi chúng ta để ý bắt đầu Chúa minh họa
ở cái phần thứ ba của cái lời kinh, Chúa minh họa cái quyền năng của cái việc, của cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn của Thiên Chúa, cái quyền năng, tức là cái rồi cái hậu quả, cái hệ quả của việc để cho Chúa nhìn. Chúng ta thấy nó, chúng phần thứ nhất thì Chúa Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy là Chúa dạy hai điều. Phần thứ hai thì Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta xin hai điều: thấy dung nhan của Chúa và xin được cứu độ. Phần thứ ba, Đức Thánh Cha minh họa bằng những cái câu chuyện của Kinh Thánh để chứng minh rằng cái việc, cái nhìn của Chúa có một quyền năng rất là tuyệt vời, nó đổi vận mệnh kiếp người của chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta nghe cái minh họa của Đức Thánh Cha trong lời kinh, cái phần thứ ba này của lời kinh của người. Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Gia-kêu và Thánh Mát-thêu khỏi nô lệ bạc tiền, làm cho người đàn bà ngoại tình và Thánh Madalena không còn tìm hạnh phúc nơi loài thù tào, cho Thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải. Đấy, đó là Chúa minh họa. Chúa minh họa, xin lỗi, không, Đức Thánh Cha minh họa cái quyền năng của cái ánh mắt yêu thương của Chúa, cái nhìn của Chúa cho chúng ta bằng những câu chuyện đích thực ở trong Kinh Thánh. Tôi chỉ nói nhanh nhanh qua bởi vì anh chị em đã biết ông Gia-kêu khi Chúa đi qua Jericho thì ông Gia-kêu làm trưởng trạm thu thuế ở đó, rồi ông cái vóc dáng rất là nhỏ, ông nghe đồn nó nổi tiếng về Chúa và ông muốn đi gặp Chúa. Và chúng ta biết ông cũng mặc cảm bởi vì làm cái nghề thu thuế và là đã bị người ta nhìn mối với một con mắt khinh khinh bị và nghi ngờ là gian dối rồi, nghĩa là tội lỗi rồi. Cộng thêm nữa là ông cộng tác cái việc thu thuế đó là cộng tác với cái chế độ chiếm đóng của người Roma, có người người ngoài, có người là bị ô uế dưới cái nhìn của Do Thái giáo thời bấy giờ, ông là kẻ tội lỗi. Nhưng mà khi nghe nói về Chúa, ông tò mò muốn nhìn thấy Chúa, ông trèo lên cây sung. Thì để mà nhìn thấy Chúa khi Chúa đi qua, thì Chúa nhìn lên ông và Chúa yêu cầu ông xuống. Chúa nói: "Hôm nay ơn cứu độ đến nhà này nè." Chúng ta thấy ông muốn nhìn thấy Chúa và chợt là Chúa nhìn thấy ông. Và cuộc đời của ông biến đổi, anh chị em biết sơ qua câu chuyện đó rồi. Matthew cũng là một tên trưởng trạm thu thuế, lần này không phải là ở chỗ Gia-kêu Jericho mà ở Capernaum, ở bên biển hồ Galilee. Cái thành phố đó rất là lớn, là nơi các cái đoàn thương buôn quốc tế thời bấy giờ nó đi ngang qua đó, nó dừng chân ở đó. Người Roma để chọn cổ người ta bắt đóng thuế thì lập một cái trạm thu thuế ở đó, và Matthew là trưởng trạm thu thuế ở đó. Thì cái loại người như Gia-kêu và Matthew rất là bị khinh dễ và được coi là kẻ tội lỗi, bị coi là kẻ tội lỗi bởi cái Do Thái giáo thời bấy giờ đó. Thì cái ánh nhìn, cái nhìn đầy yêu thương của Chúa đối với Matthew khi Chúa bảo ông hãy đứng dậy đi theo Chúa, ông bỏ tất cả và đi theo người chở hàng đó. Chúng ta thấy rồi cũng vậy, người đàn bà ngoại tình, rồi thánh nữ Madalena chẳng hạn đó. Tôi không có thể, thời gian không cho phép để chi tiết hóa. Rồi Phaolô khi xin lỗi Phêrô khi chối Chúa chẳng hạn, liền sau khi chối Chúa thì là Chúa nhìn ông, cái ánh mắt yêu thương của Chúa đã khiến ông sám hối ăn năn trở về, đổi đời ông, biến ông một con người tội lỗi hèn nhát trở thành gì, thành vị giáo hoàng đầu tiên mà Chúa tin tưởng, gia ký thác hội thánh của người đó. Rồi cái nhìn của Chúa khi Chúa không nhìn tên trộm, Chúa không nhìn tên trộm dữ phỉ báng hay là khiêu khích Chúa ở trên thập giá, mà Chúa lại nhìn tên trộm lành có lòng hối cải và khiêm tốn, nhất là thừa nhận vương quyền của Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có thể lý luận rằng tại sao ở trên thập giá là cao điểm của việc biểu tỏ lòng thương xót của Chúa,
Mà tại sao Chúa không tìm cách lý giải, Chúa không tìm cách giải thích cho anh trộm lành, anh trộm, à, xin lỗi, anh trộm dữ, anh sám hối, mà Chúa không trả lời gì cho cái lời khiêu khích của anh ta cả. Chúa cũng chẳng thèm nhìn anh ta. Nhưng mà khi anh trộm lành, tỏ lòng sám hối và thừa nhận vương quyền của Chúa, thì Chúa nhìn anh ta và Chúa hứa ban cho thiên đàng cho anh ta ngay trong phút giây đó. Thưa anh chị em, nếu như chúng ta để ý ở đây, Chúa thấy rõ cái tâm địa của kẻ trộm dữ, thiếu sự khiêm tốn, không thừa nhận mình có lỗi, mà còn khiêu khích Thiên Chúa nữa, hống hách và kiêu ngạo, nó nằm ở chỗ đó đó. Cho nên cái chính cái tâm địa đó làm cho Chúa không nhìn anh. Mình có thể chúng ta nếu như lý luận theo cái nhìn phàm trần của chúng ta sẽ trách Chúa, nói rằng là tại sao Chúa là hiện thân của lòng thương xót, thì Chúa cũng phải đi đối thoại với anh ta, giải thích cho anh ta để cho anh ta hiểu, để anh ta chấp nhận chứ. Ở đây Chúa không nói gì, Chúa không thèm nhìn, Chúa không thèm nói trước cái lời khiêu khích của anh, mà Chúa lại đi nhìn anh trộm lành. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa thấy lòng người, chính cái lòng người đó, cái kiêu ngạo đó đó, cái không thừa nhận vương quyền của Chúa, không cái thừa nhận mình tội lỗi đó, chính cái điều đó nó làm kẹt cái dòng suối của lòng thương thương xót, lòng thương xót. Cho nên chúng ta để ý có nhiều người cũng lý luận, cũng nhân danh cái gọi lòng thương xót, lòng thương xót để hòa giải người này, hòa giải người kia, nhưng mà lý luận theo cái kiểu đó là lý luận theo kiểu phàm trần, chứ không phải lý luận theo cái cách ứng xử của Chúa Giêsu. Có những trường hợp người bị phỉ báng mà người lại xin tha thứ chẳng hạn, nhưng trong trường hợp này Đức Giêsu không tìm cách cứu vãn tình thế của anh trộm dữ chẳng hạn, mà Chúa nhìn anh trộm lành, Chúa nhìn anh trộm lành chẳng hạn, và Chúa hứa thiên đàng cho anh đó. Thưa anh chị em, đó thì đó là cái đoạn trích, cái phần đầu của cái kinh trong năm thánh lòng thương xót của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng ta thấy người nhấn mạnh về cái nhìn của Chúa, cái nhìn của Chúa đó, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Chính vì vậy khi đọc cái kinh này là tôi quyết định chọn và suy niệm những cái bài của cái ngày thứ tư lễ tro đầu mùa chay này, tôi quyết định chọn chủ đề cho cái ngày thứ tư lễ tro, đó là quyền năng của cái nhìn xót thương của Thiên Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài đọc một, thưa anh chị em, trích từ sách ngôn sứ Gioan. Thì ở trong đây cái bài đọc một này nói gì về cái chủ đề lòng cái nhìn, chúng ta đọc qua, chúng ta sẽ tìm cách tìm cho ra được cái chủ đề về cái nhìn. Tôi để cái tựa đề cho cái bài đọc một đó là gì? Hãy xé lòng chứ đừng xé rách đời nhau. Hãy tìm cái nhìn của Chúa chứ đừng tìm cái nhìn của phàm nhân. Là chủ đề cho bài đọc một hôm nay. Chúng ta nghe cái bài đọc trích sách Tiên tri Gioan, chương 2 câu 12 đến câu 28. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai họa. Biết đâu người sẽ trở lại, sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc để có của lệ hiến tế dâng lên Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Hãy thổi kèn lên khắp Sion, hãy ra lệnh ăn chay, triệu tập một đại lễ, quy tụ dân Chúa, ra lệnh mở đại hội, tập hợp các bô lão, quy tụ các thiếu nhi và các trẻ con măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi phòng và tân nương hãy ra khỏi xin lỗi tân lang hãy ra khỏi nhà và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư tế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc và kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa, xin đừng để cho cơ nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng Chúa của chúng ở đâu? Chúa đã nhiệt thành với xứ sở người và đã tha thứ cho dân người. Đó là cái bài đọc một hôm nay, thưa anh chị em.
Bây giờ đó là chủ đề và cái nhìn ở trong cái bài đọc một này. Đó, bài đọc một này. Chúng ta để ý cái câu này. Hãy xé tâm hồn, chứ đừng xé áo các ngươi. Có nghĩa là gì thưa anh chị em? Hãy xé tâm hồn, chứ đừng xé áo. Bởi vì thường cái để biểu tỏ cái lòng sám hối hay sự hối hận ăn năn đó, người ngày xưa trong thời cựu ước hay là trong thói tục của người Do Thái, người ta xé áo mình ra, xé áo mình ra. Mà thường đôi khi người ta xé áo nhưng tâm hồn người ta không thật sự sám hối trở về, không thực sự sám hối trở về. Chính vì vậy mà ở đây Gioan mời gọi là đừng đi xé áo mình, có nghĩa là đừng chứng tỏ đi tìm cái nhìn của phàm nhân, bởi vì phàm nhân chỉ thấy bên ngoài chứ không thấy bên trong tâm hồn. Chúa mới thấy bên trong tâm hồn. Cho nên ngôn sứ mời gọi chúng ta hãy xé tâm hồn có nghĩa là gì? Là có nghĩa là hãy đi tìm cái nhìn của Chúa, bởi vì Chúa thấy tâm linh. Chúa thấy tâm linh. Cho nên nếu như mình không xé tâm hồn, mình chỉ xé áo mà thôi, thì có nghĩa là mình không đi tìm cái nhìn của Chúa, mà mình chỉ đi tìm cái nhìn của phàm nhân. Sống như vậy là giả dối. Sống như vậy là giả hình, như trong bài tin mừng Đức Giêsu nói rất là mạnh. Điểm thứ nhất đó là cái chủ đề về cái nhìn ở trong bài đọc một. Cái điểm thứ hai của về cái nhìn ở trong bài đọc một đó là gì? Hãy thật lòng trở về với ta. Các ngươi hãy thật lòng trở về với ta. Rồi thứ gì nữa? Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Đó. Trở về là để gặp gỡ thưa anh chị em. Hãy trở về nhìn, để cho Chúa nhìn mình và mình nhìn Chúa. Hãy trở về gặp gỡ Chúa. Cho nên đó là yếu tố thứ hai minh họa cho chủ đề cái nhìn. Chủ đề cái nhìn. Và hệ quả của quyền năng của cái việc trở về với Chúa, việc hay là việc để cho Chúa nhìn, hay là đi tìm kiếm cái nhìn của Chúa bằng cách xé tâm hồn mình, chứ đừng xé áo. Đừng xé áo hoặc đừng xé rách đời nhau. Đấy, là gì? Hệ quả đó là gì thưa anh chị em? Đó là vị ngôn sứ nói tiếp, biết đâu người sẽ trở lại, người sẽ hối tiếc và sẽ ban lại phần phúc. Đấy, đó là cái kết quả đó. Cái kết quả. Đó, cái kết quả của việc tìm cái nhìn của Chúa, của việc sống chân thành, có chiều sâu tâm linh, chứ đừng đi tìm kiếm dáng vẻ bên ngoài. Của việc hãy thật lòng trở về, hãy trở về với Chúa, có nghĩa là hãy tâm thành về gặp gỡ người, đặt mình trong sự hiện diện của người. Đấy, chủ đề đó thưa anh chị em. Thì một khi mà làm những cái chuyện như vậy đó, là thực hiện những cái ba cái mệnh lệnh mà vị ngôn sứ đề nghị chúng ta đó, hay là đúng hơn là Chúa đề nghị chúng ta qua miệng của ngôn sứ ba mệnh lệnh thưa anh chị em. Mệnh lệnh thứ nhất, hãy thật lòng trở về với ta trong chay tình, nước mắt và than van. Nghĩa là hãy tìm kiếm cái nhìn của người, hãy để cho người nhìn chúng ta. Thứ hai, hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi. Mệnh lệnh thứ hai là như vậy, có nghĩa là từ trong tâm khảm chúng mình hãy tìm kiếm cái nhìn của Chúa, hay là cái nhìn của Chúa phải là cứu cánh cho mỗi hành vi nhân linh của chúng ta, chứ không phải là cái nhìn của phàm nhân. Thứ ba, mệnh lệnh thứ ba cũng cái chữ hãy nữa là hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Nghĩa là mình đã kết ước với Chúa rồi, Thiên Chúa các ngươi tựa nghĩa là mình thuộc về Chúa và Chúa thuộc về mình. Cho nên mà nếu như thuộc về nhau mà không thấy nhau, thuộc về nhau hãy trở về có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã xa lìa nhau. Cho nên bây giờ yêu cầu hãy trở về nhau, hãy gặp gỡ nhau, hãy nhìn nhau. Đó, cho nên chúng ta thấy cái chủ đề về cái nhìn rất là sâu sắc trong cái bài đọc một này. Trong bài đọc một này. Bây giờ tôi chuyển qua cái bài Thánh Vịnh 50 của David. Tôi để tựa đề cho cái bài Thánh Vịnh đó là gì? Xin đừng loại con khỏi nhan Chúa. Xin đừng loại con khỏi nhan Chúa. Chúng ta biết thấy rất là tuyệt vời. Bởi vì David sau khi phạm tội là gì? Cướp lấy vợ của Uriah.
là sĩ quan của mình, rồi thủ đoạn tìm cách đẩy Uriah ra mặt trận nguy hiểm nhất để cho ông chết, để mà cướp lấy vợ của ông đó, thì bị Chúa khiển trách qua miệng của ngôn sứ Nathan. Thì David khiêm tốn xin lỗi Chúa. Chúng ta nghe cái đoạn thánh vịnh, cái thánh vịnh 50 của David rất là tuyệt vời. Trong bài đáp ca hôm nay, cái câu đáp là gì? Lạy Chúa, xin dịu lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài. Chúng ta nghe rất cái tâm tình rất là hay để suy niệm với nhau. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hại hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Thưa anh chị em, hãy lấy những tâm tình này của David đi vào làm chính tâm tình của chúng mình, thưa anh chị em, nhất là cái đầu mùa chay này. Hãy để cho những lời này nó vang vọng trong chính tâm khảm của mình. Hãy biến những cái lời này của David thành lời của chúng mình, thưa anh chị em, để sống sốt sắng trong cái mùa chay thánh này. Chúng ta nghe tiếp. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm, hay là trước cứ hiện diện trước mặt con, có nghĩa là con thấy lỗi lầm của mình đó. Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm, cái chủ đề cái nhìn nó nằm ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Kế tiếp, con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Thưa anh chị em, làm sao? Tức là dám làm điều dữ trước cái nhìn của Ngài. Đó, nếu như chúng ta dịch chính xác trong mạch văn của Do Thái, dám làm điều dữ trước ánh mắt Ngài, trước cái nhìn của Ngài. Đó. Thì như vậy, thưa anh chị em, như vậy thì phạm tội, chúng ta nghe tiếp để tôi sẽ định nghĩa luôn. Rồi nghe tiếp này. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần con, cho con nên trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh. Xin đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Chúng ta thấy phạm tội, cái hệ quả đầu tiên của phạm tội, của tội lỗi đó là gì? Là nó ám ảnh mình, nó không làm cho mình có được bình an. Không làm cho mình có được bình an. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Cái chủ đề cái nhìn ở chỗ đó đó, thưa anh chị em. Có nghĩa là gì? Khi mình phạm tội là mình để cho tác giả của tội, của sự ác nhìn mình. Là ai? Là Satan. Cho nên một khi Satan nhìn chúng mình là chúng mình sống trong cái sự ám ảnh của quyền lực của Satan. Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trước mặt Ngài. Trước mắt Ngài, trước cái ánh nhìn của lòng của Ngài, dám làm điều dữ. Thì cái hệ quả là gì, thưa anh chị em? Chúng ta nghe. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh. Nghĩa là không cho gần nhan thánh có nghĩa là xa cái nhìn yêu thương của Ngài. Ở đây tác giả David xin đừng nỡ đuổi con, ý muốn nói rằng là tội sẽ đưa chúng ta xa nhan thánh của Chúa, xa đi cái nhìn vào lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em. Đó, tội đưa chúng ta xa đi, đẩy chúng ta xa, làm chúng ta mất hút đi cái nhìn của Chúa. Rồi kế tiếp này, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Người. Tội làm mất đi thần khí. Tội trong chúng ta làm nhô ế chúng ta và đuổi Thánh Chúa Thánh Thần ra, bởi vì thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Phạm tội là đuổi Chúa Thánh Thần ra. Cho nên ở đây chúng ta thấy David xin, sau khi đã phạm tội thì David biết rằng hai hậu quả chính yếu của việc phạm tội đó là gì? Là mất đi cái nhìn của Chúa. Khi ông dùng cái thuật ngữ là xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh. Cái thuật ngữ thứ hai, cái hậu quả thứ hai đó là gì? Ông dùng cái thuật ngữ là mình mất đi thần khí thánh của Chúa.
thì ông dùng cái thuật ngữ là xin đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời chứ anh em. Phạm tội là đánh mất đi cái sự hiện diện của Chúa, đánh mất đi cái nhìn của Chúa. Phạm tội là đi xa khỏi cái nhìn của Chúa, cái nhìn toàn năng, cái nhìn thương xót của Chúa, cái nhìn yêu thương của Chúa, thưa anh chị em. Và như vậy thì mình sẽ đặt mình vào trong cái nhìn đầy ám ảnh, kinh sợ của tác giả của tội là Satan, thưa anh chị em. Cho nên cái câu cuối cùng của cái thánh vịnh mà chúng ta nghe, đáp ca mà chúng ta nghe, giáo hội cho chúng ta nghe đó là gì? Câu 14, câu 17: xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Chúng ta thấy phạm tội nó làm mất đi niềm vui, hay là một khi xa lìa nhan thánh Chúa thì chúng mình mất đi niềm vui, một khi mất đi thần khí thánh của Chúa thì chúng mình không còn niềm vui nữa, bởi vì niềm vui là một trong chín hoa quả của thần khí. Rồi, chưa xong, đó là câu 14. Câu 17: lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con có tiếng ngợi ngợi khen Ngài. Cái lời ngợi khen chúc tụng đó là một trong những ơn của thần khí, thưa anh chị em. Một khi phạm tội, chúng mình mất đi khả năng, mất đi cái gu, mất đi cái sở thích ca khen chúc tụng Chúa. Chúng ta thấy như vậy thì tội nó dẫn đến mất đi cái nhìn của Chúa, xa đi cái nhìn của Chúa, làm cho chúng ta xa tránh cái nhìn của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, khi mình lười nhác không có đi chầu thánh thể, đặt mình trước sự cái nhìn của Chúa, hay là đến với thánh lễ, hay là lười nhác cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện là gì? Là đặt mình trong sự hiện diện của Chúa. Bất cứ nơi nào mình hỡi, một khi bắt đầu mình cầu nguyện là mình đặt mình trong sự hiện diện hay là cái nhìn yêu thương của Chúa. Đặt mình dưới sự cái nhìn yêu thương của Chúa. Đó. Mà một khi chúng mình không có gu cầu nguyện thì coi chừng là chúng mình đang bị ám ảnh bởi quyền lực của bóng tối, chứ không còn ở trong sự hiện diện, trong nhan thánh của Chúa chúng mình nữa. Chúng mình mất đi thần khí thánh của Người ở trong chúng mình. Cho nên bao lâu không còn có niềm vui nội tâm đích thực, bao lâu miệng chúng mình không còn có khả năng ngợi khen chúc tụng Chúa nữa, thưa anh chị em, bấy lâu đó là bằng chứng chúng mình không ở gần nhan thánh, hay là không ở trong sự hiện diện hay cái nhìn của Chúa. Bấy lâu chúng mình đã mất đi thần khí thánh của Người rồi. Xin Chúa giúp chúng mình ý thức được cái chuyện đó trong đời sống Kitô hữu chúng mình, nhất là trong mùa chay này, thưa anh chị em, trong mùa chay này. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta dần dần tìm lại được cái niềm vui ở bên sự hiện diện của Chúa, niềm vui vui cầu nguyện Kinh Thánh, mở Kinh Thánh ra đọc, là bắt đầu mình đặt mình trong sự hiện diện để lắng nghe lời Chúa rồi, dưới cái nhìn của Người rồi. Đi chầu thánh thể là tuyệt vời hơn nữa, đặt mình dưới cái nhìn của Chúa rồi, để cho Chúa nhìn mình. Chúng ta thấy bài đọc một cho chúng ta thấy cái kết quả của việc để cho Chúa nhìn hay tìm kiếm cái nhìn của Chúa. Ở đây cũng vậy, trong cái bài thánh vịnh chúng ta thấy rõ rằng là một khi phạm tội là mất đi cái nhìn của Chúa thì nó dẫn đến cái hậu quả bị ám ảnh ngày đêm bởi sự dữ, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta qua cái bài đọc thứ hai, trích từ thứ hai của Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 5 câu 20 cho đến chương 6 câu 2. Tôi để cái tựa đề cho cái bài đọc này đó là gì? Hãy tìm lại cái nhìn của Thiên Chúa trong việc giao hòa lại với Người. Phaolô mời gọi chúng ta hãy trở về giao hòa lại với Thiên Chúa. Mà giao hòa bằng cách nào? Là trở về. Thưa anh chị em, nhất là giao hòa ở đây trong cái nghĩa của Kitô giáo chúng ta ngày nay, đó là gì? Là bí tích giao hòa, thưa anh chị em. Cho nên đừng sợ đến gặp gỡ Chúa và đến để cho Chúa gặp mình trong bí tích giao hòa. Trong bí tích giao hòa. Đó, thì tôi chỉ lướt nhanh qua. Nhưng mà một trong những phương thế để tìm lại cái nhìn của Chúa hay để cho Chúa nhìn mình, đó là trở lại giao hòa với Người. Bây giờ
chúng ta qua cái bài đọc tin mừng nó càng tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta để ý là tin mừng Matthew chương 6 câu 1 đến câu 6 rồi câu 16 đến câu 18. Chúng ta biết chương 6 của Matthew nằm trong trọng tâm của diễn từ tám mối phúc thật. Có nghĩa là cái diễn từ mà qua đó Chúa dạy cho chúng ta cái bí quyết để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này. Trong năm thánh của lòng thương xót, với cái chủ đề cái nhìn của Chúa, thưa anh chị em, tôi muốn cho anh chị em thấy được là một trong những bí quyết của hạnh phúc của chúng mình ngay từ trong cõi nhân sinh này đó là gì? Là phải đi tìm kiếm cái nhìn của Cha trên trời, chứ đừng đi tìm kiếm cái nhìn, cái lời khen của phàm nhân, thưa anh chị em. Lời khen hay cái nhìn của phàm nhân không mang lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Tôi sẽ phân tích nó sâu hơn và chúng ta nghe, chúng ta để ý ở đây, Chúa bắt đầu cái chương 6 này, giáo hội cho chúng ta nghe câu 1 đến câu 6, rồi sau đó nhảy qua câu 16 đến câu 18, để gom lại một cách tốt lược. Chúng ta để ý là Chúa nói với các môn đệ người, với tất cả chúng ta, đó là khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chứ có phô trương cho thiên hạ thấy. Chúng ta thấy, ngay từ câu đầu Chúa mời gọi, khi làm việc lành phúc đức, thì phải coi chừng, chứ có phô trương cho thiên hạ thấy. Có nghĩa là, chứ có đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân. Nếu không, nếu như mà làm việc lành phúc đức mà chỉ đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân, thì kết quả sẽ là gì? Chúng ta nghe Chúa nói tiếp, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đón ngự trên trời ban thưởng. Chúng ta thấy một khi chúng ta làm việc lành phúc đức mà đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân, đi chụp hình, đi phô trương, có những người đi giúp từ thiện, hay là có những người đi giúp cho những người đi làm việc từ thiện đòi phải chụp hình về làm bằng chứng cho tôi chẳng hạn, đòi phải thế này thế nọ, hay là đi chụp hình để chứng tỏ, để khoe rằng mình đi làm việc từ thiện. Thưa anh chị em, Cha ở trên trời sẽ không ban thưởng đâu. Dẫu cho chúng ta có làm 1.000 việc từ thiện. Chúng ta để ý ngay từ câu đầu, khi làm việc từ thiện phúc đức, việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, Chúa cảnh báo, phải coi chừng, chứ có phô trương cho thiên hạ thấy. Có nghĩa là đừng tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân, đừng tìm kiếm lời khen ngợi của họ. Bây giờ chúng ta để ý ba điểm quan trọng cho đầu mùa chay này, ba cái hành vi nhân linh làm nên cái hữu thể kiếp người của chúng ta, thưa anh chị em. Hành vi thứ nhất, hành vi nhân linh thứ nhất, đó là khi bố thí, tức là làm việc từ thiện đó, đức ái đó. Đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Chúng ta thấy Chúa đâu có tẩy chay cái chuyện mà bố thí mà khoe khoang như vậy đâu. Chúa không tẩy chay. Chúa tôn trọng cái tự do, cái cách thức làm của họ. Nhưng mà Chúa nói còn anh. Có nghĩa là theo cái thói cũ, theo cái thói của người phàm, thì họ làm thì họ khua chiêng đánh trống như vậy. Còn anh nghĩa là môn đệ của thầy. Môn đệ của thầy. Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Có nghĩa là kín đáo, để việc anh bố thí được kín đáo. Chúng ta nghe tiếp này, quan trọng ở chỗ này, và Cha của anh đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Cha của anh được thấu suốt, đứng nhìn thấy những gì kín đáo, cái nhìn của Cha đó, thưa anh chị em. Như vậy Chúa mời gọi cái theo cái thông tục của phàm nhân, không phải là môn đệ Đức Kitô đó, thì bố thí thì đánh trống khua chiêng, làm ở ngoài hội đường, ngoài phố xá, ngoài chợ đó, cho người ta thấy. Còn anh em, ngay cả tay trái tay phải cũng không cho nó biết, chẳng hạn. Còn anh em, đối với thầy, theo cái luật mới của thầy là như vậy này, là khi bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Vì, và Chúa cho cái lý do là vì Cha của anh em đón thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh em. Nghĩa là gì? Nghĩa là hành vi bố thí của anh em phải làm gì? Phải là cái cùng đích tối hậu của hành vi bố thí của anh em phải là cái nhìn của Cha, chứ không phải cái nhìn của phàm nhân. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Hãy tìm kiếm cái nhìn của Cha. Cha phải là điểm nhắm cho mọi hành vi
bố thí từ thiện của anh chị em. Đó. Rồi chúng ta thấy đó là cái hành vi nhân linh thứ nhất là bố thí. Hành vi nhân linh thứ hai là cầu nguyện. Chúa cũng nói y hệt như vậy. Anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, Chúa nói thẳng. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, Chúa nói, còn anh khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đấng thấu suốt đến đấng thấy đó, những gì kín đáo sẽ trả lại. Cho nên cái hành vi nhân linh của việc cầu nguyện của chúng ta phải có một cùng đích. Đích thực đó là cha, là cái nhìn của cha. Cho nên hãy tìm kiếm cha trong hành vi cầu nguyện của mình. Hãy tìm kiếm cha trong cái hành vi bố thí của mình. Chứ không phải tìm kiếm phàm nhân. Đi khoe khoang, mình được ơn này, mình cầu nguyện được chỗ lành người này người kia. Thưa anh chị em, đó. Như vậy thì mình khua chiêng đánh trống rồi. Khua chiêng đánh trống rồi. Đó. Chứ không phải là đi tìm kiếm cái nhìn của cha nữa. Rồi cái hành vi tâm linh thứ ba đó là gì? Khi ăn chay. Rồi khi ăn chay, anh em cứ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy anh thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đóng hiện diện nơi kín đáo. Cha của anh đóng thấy những gì nơi kín đáo sẽ trả lại cho anh. Một lần nữa, cái nhìn của cha phải chi phối cái hành vi ăn chay này của mình. Tóm lại thưa anh chị em, cái nhìn của cha phải chi phối toàn bộ những hành vi nhân linh của mình. Mà nhất là ba hành vi nhân linh này nó liên quan đến ba chiều kích của hữu thể người. Bố thí là bác ái. Chúng ta thấy bố thí là bác ái, là yêu thương. Như vậy đó là chiều kích tâm lý. Cầu nguyện là chiều kích thiêng liêng của hữu thể người. Và ăn chay nó liên quan đến thân xác, là chiều kích thể lý. Ba chiều kích làm nên hữu thể người đó là thể lý, và tâm linh. Như vậy thì chúng ta thấy ba hành vi mà Chúa mới vừa nói ở đây cần phải được chi phối bởi cái việc tìm kiếm cái nhìn của cha. Hay là đối tượng, hay là cùng đích của ba hành vi làm nên hữu thể người của chúng ta phải là cái nhìn của cha. Như vậy, hữu thể người hiện hữu của chúng mình sẽ là một mối phúc cho chính chúng mình. Chúng mình sẽ được hạnh phúc và chúng mình trở thành một mối phúc, làm hạnh phúc cho những người xung quanh chúng mình. Nếu như chúng mình bố thí, chúng mình cầu nguyện, chúng mình ăn chay, chúng mình làm ba cái hành vi nhân linh này, làm nên hữu thể người của chúng mình này, mà chỉ đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân, thưa anh chị em, chúng mình làm cho chính chúng mình khổ, rồi chúng mình làm cho những người xung quanh khổ, thưa anh chị em, đau khổ, ai oán. Cho nên bởi vì tôi mới vừa nói với anh chị em là cái bài này nó nằm trong cái trọng tâm của diễn từ tám mối phúc thật của Chúa theo Tin Mừng Matthew chương 5, chương 6, chương 7, mà ở đây là chương 6, nằm trọng tâm. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta phải căn hướng về cha. Cho nên hiện hữu kiếp người của chúng ta là phải là một sự căn hướng liên lỉ về cha, về cái nhìn của cha, chứ không phải là hướng về phàm nhân. Thưa anh chị em, hướng về phàm nhân chỉ làm cho chúng mình khổ. Chẳng hạn nếu như chúng mình mà làm một việc từ thiện mà chúng mình chỉ mong đợi người ta nhìn thấy và khen thưởng mình, mà hỡi không, người ta không nhìn thấy khen thưởng mình, bắt đầu mình buồn, mình giận, cha xứ không cảm ơn mình, mình cúng nhà thờ, cha xứ không khắc tên mình trên quả chuông, trên cái ghế nhà thờ mà mình đã cúng miếu, thì mình buồn, mình giận ấy. Đó là, cho nên chính mình làm khổ cho chính mình, bởi vì mình đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân, chứ không phải tìm kiếm cái nhìn của cha trên trời nữa, chẳng hạn như vậy.
Đó, mình cầu nguyện, khi chúng mình cầu nguyện, mình thích cho người ta thấy chúng mình cầu nguyện sốt sắng, mình đó, rồi mà hỡi mà không ai khen mình cầu nguyện sốt sắng, không ai nhìn thấy, chúng mình bắt đầu không còn hứng cầu nguyện nữa. Đấy, mình làm mất đi cái đời sống tâm linh của chúng mình, bởi vì chúng mình đi tìm kiếm cái nhìn của phàm nhân chứ không phải là cha trên trời. Cũng vậy, ăn chay cũng vậy, ăn chay cũng vậy, thưa anh chị em. À, xin Chúa giúp chúng ta ý thức lại cái chuyện đó, chúng ta thấy cái tầm quan trọng. Cho nên tôi tóm lại, thưa anh chị em, hiện hữu của kiếp người của chúng ta phải là một sự căn hướng về cái nhìn của cha, về sự hiện diện của cha. À, mỗi hành vi nhân linh chúng mình làm trong cuộc sống này phải có một cùng đích, một điểm nhắm là cha, là cái nhìn của cha, phải đặt trong sự hiện diện cái nhìn yêu thương của cha. Đó, chúng ta thấy như vậy thì cái nhìn yêu thương của cha là một quyền năng mang lại hạnh phúc cho chúng ta và biến chúng ta trở thành một mối phúc cho anh em của chúng ta, thưa anh chị em. Đó, bây giờ tôi cũng muốn mở rộng thêm để cho anh chị em thấy được cái quyền năng của cái nhìn của Chúa. Trong tin mừng của Gioan chương 1 câu 35 đến câu 51, khi nói về kể Gioan kể về các chuyện các ơn gọi của các môn đệ đầu tiên, chúng ta thấy chủ đề về cái nhìn nó đóng vai trò quan trọng thay đổi định mệnh của các môn đệ đầu tiên. Cũng như cái nhìn của Chúa thay đổi định mệnh của Gia-kêu, Mát-thêu, rồi người phụ nữ ngoại tình cũng như Madalena, hay là anh trộm dữ chẳng hạn, à trộm, xin lỗi, anh trộm lành chẳng hạn. Thì ở đây tôi muốn thêm cho anh chị em có tư liệu để mà suy niệm. Chẳng hạn, về cái John kể về các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu ở tin mừng John chương 1 câu 35 đến câu 51. Hôm sau ông John lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua. Chúng ta để ý, ông Gioan nhìn Chúa thì ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa", nghĩa là ông giới thiệu cho hai môn đệ của ông cho Đức Giêsu, ông chỉ về Đức Giêsu, ông nói với hai môn đệ ông là: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa, theo Chúa Giêsu. Chúng ta để ý này, là khi mình nhìn Chúa thì hệ quả là gì, thưa anh chị em? Là mình đưa người ta về với Chúa. Chúng ta thấy để ý rất là tuyệt vời. Một khi mình nhìn chiêm ngắm Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể, chẳng hạn mình chiêm ngắm Chúa hiện diện ở mỗi giờ cầu nguyện. Bởi vì khi bắt đầu cầu nguyện là mình đặt mình trong sự hiện diện cái nhìn của Chúa, thì mình sẽ đưa người ta về với Chúa. Đó. Cho nên bắt chước Gioan đi, thưa anh chị, bắt chước Gioan cầu nguyện chầu thánh thể đi. Đó, nhìn ảnh Chúa thứ lòng thương xót Chúa trong năm này này, cứ nhìn buồn đau gì cứ nhìn Chúa đi, lòng hạt lòng thương xót Chúa đi, thưa anh chị em. Đó, thì là gì? Kết quả là gì? Kết quả cái việc mà Gioan nhìn Đức Giêsu với lời nguyện: "Đây là Chiên Thiên Chúa", thì kết quả là hai môn đệ nghe ông nói như vậy, nghe lời kinh đó như vậy là đi theo Chúa Giêsu. Rồi, bây giờ chúng ta để ý cái nhìn của Chúa. Đức Giêsu quay lại thấy, nhìn thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi", nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem", hãy nghĩa là hãy đến mà nhìn. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm đó, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Chúng ta để ý. Đó, bây giờ họ đến rồi, họ nhìn Chúa và họ để cho Chúa nhìn họ, thì kết quả là gì? Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã được ông Gioan nói và đi theo Chúa Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Messia", tức là đã nhìn thấy người, nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô." Thưa anh chị em, Chúa nhìn ông đến, anh ông dẫn ông đến. Andre dẫn Phê-rô, Simon Phê-rô đến giới thiệu cho Chúa. Tất có nghĩa là gì? Đặt em mình đứng trước cái nhìn của Chúa chưa đủ, Chúa bắt đầu nhìn ông và nói. Cái nội dung của lời nói của Chúa là gì? Anh là Simon,
nghĩa là tên đúng của ông. Còn ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kephan, có nghĩa là ông Chúa đổi tên ông. Chúng ta thấy một khi để cho Chúa nhìn mình, đổi tên là đổi định mệnh, thưa anh chị em. Đổi tên là đổi định mệnh, đổi số phận. Chính vì vậy mà muốn cho số phận hẩm hiu của mình được đổi, muốn cho định mệnh hẩm hiu của chúng mình được đổi, thưa anh chị em, hãy đến với Chúa, hãy để cho Chúa nhìn mình. Hãy Chúa mình nhìn mình, thưa anh chị em. Cho nên cái chủ đề, cái quyền năng của cái nhìn của Thiên Chúa là ở chỗ đó. Chúa đã đổi định mệnh của cuộc đời Phêrô. Chúa đổi lần này, lần đầu tiên là hệ quả là gì? Ông theo Chúa. Rồi Chúa đổi định mệnh ông lần thứ hai là sau khi ông bị sa ngã vào con đường tội, nghĩa là ông đánh mất đi cái nhìn của Chúa. Chúa nhìn ông và Chúa đã cứu ông. Cái nhìn quyền năng của Chúa lúc mà ông chối Chúa đó đã cứu lấy ông, đã đưa ông về. Chúng ta thấy trong cuộc đời của Phêrô, Chúa nhìn ông đến hai lần như vậy đó. Rất là hai dòng lòng rất là quan trọng, chẳng hạn như vậy. Và chúng ta thấy ơn gọi của Philippe cũng vậy, ở câu 45 trở đi. Ông Philippe gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được?" Ông Philippe trả lời: "Cứ đến mà xem." Chúng ta thấy ở đây, cứ đến mà xem, nghĩa là ông Philippe xúi ông Nathanael, hãy đến mà đặt mình dưới cái nhìn của Chúa. Tôi cũng nói với anh chị em như vậy, thưa anh chị em, hãy đến trước ảnh lòng thương xót của Chúa trong năm này này, hãy chuộc ảnh lòng thương xót của Chúa về ở nhà mình đó, để cho Chúa nhìn mình, phải đến đặt mình trước ảnh Chúa để cho Chúa nhìn Chúa, hãy đặt mình trước thánh thể cho Chúa đó, thưa anh chị em. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài biết, ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Chú thấy từ xa rồi, rồi cái nhìn, cái thấy này của Chúa dẫn đến kết quả là gì? Chúng ta nghe. Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đấy, tin được rằng đó là con Thiên Chúa, tin rằng đó là vua Israel, không phải là chuyện dễ đâu, thưa anh chị em. Nhờ cái gì? Nhờ cái nhìn của Chúa. Cho nên cái nhìn của Chúa mang lại cho chúng ta một niềm tin mãnh liệt hơn. Giúp chúng ta biết thừa nhận chỉ có Giêsu Kitô là Chúa tể cuộc đời của chúng ta mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy đó là một trong những minh họa khác nữa về cái quyền năng của cái nhìn của Chúa, hay là của việc để cho Chúa nhìn chúng mình. Bây giờ một cái chứng từ nhỏ trong giáo xứ tôi đặt cái tượng lòng thương xót mà tôi chuộc ở Việt Nam về, cao khoảng 1,1 m. Cái tượng, chứ không phải là cái ảnh vẽ, mà là cái tượng rất là đẹp. Ở Việt Nam làm rất là theo cái kiểu mà tôi muốn đặt, cho nên là rất là đẹp. Thì từ ngày 8 tháng 12 đầu cái năm toàn xá đó, tôi khánh thành đặt tượng một cách trang trọng, rồi để cho mọi người đến cầu nguyện. Tôi cũng nhấn mạnh cái chủ đề cái nhìn, và tôi khuyến khích giáo dân của tôi khi đến nhìn Chúa và để cho Chúa nhìn mình, thì Chúa sẽ biến đổi định mệnh cuộc đời của chúng mình. Có 5 người được ơn chữa lành, thưa anh chị em, 5 người được ơn chữa lành khi họ đến trước ảnh Chúa, họ cầu nguyện một mình, hoặc là khi họ đến gặp tôi và tôi đưa họ tới trước ảnh Chúa để mà tôi cầu nguyện cho họ, chẳng hạn như vậy. Đó, một người bị cái bệnh anorexia, có nghĩa là cái bệnh bỏ ăn đó, mà bác sĩ cảnh báo là có nguy cơ không chữa được là sẽ chết, mà bị nhiều năm rồi, bị 5-6 năm rồi, chẳng hạn như vậy. Rồi một người nữa bị mất ngủ triền miên, nó đến gặp tôi nói chỉ có Chúa mới chữa được, dẫn tới nhìn Chúa đi. Rồi tôi cầu nguyện, rồi họ cũng được, bà ta cũng được chữa lành. Đêm ngay buổi chiều hôm đó xong, là đêm hôm đó là về, là lần đầu tiên từ mấy chục năm nay mới ngủ được một đêm ngon lành, chẳng hạn như vậy. Đó, rồi có 2 trường hợp được chữa bệnh mắt,
Tôi nhìn vào mắt Chúa. Có một bà nói thôi, con nhìn mắt Chúa, con thấy cảm thấy y như là Chúa đang nhìn con, cái ánh mắt đang lung linh vậy đó. Đó. Và mắt của con được chữa lành thay vì phải đi mổ chẳng hạn. Như vậy. Đó. Rồi có một trường hợp nữa là bị khắc hoải, cái bệnh khắc hoải nó liên quan đến cái chuyện mà phá thai, không được bình an, khắc hoải, mất ngủ cách đây một tuần thôi. Đến cũng tâm sự với tôi dẫn đến trước ảnh Chúa, lòng thương xót, bảo nhìn Chúa đi, Chúa biến đổi đó, về bây giờ được giải thoát hoàn toàn, nó cảm thấy rất là bình an chẳng hạn như vậy đó. Những cái chứng từ như vậy để cho anh, để kích thích cái niềm tin, cái sự tin tưởng và tinh thần của anh chị em trong việc đến để cho Chúa nhìn, và nhìn Chúa. Có thể một số người cứng lòng sẽ lý luận rằng là đâu có cần thì ở nhà cầu nguyện cũng được, đâu cần phải tới trước ảnh Chúa, ảnh lòng thương xót Chúa, đâu có cần phải trước tới mình Thánh Chúa. Thưa anh chị em, nếu như vậy á thì Chúa đó cũng đâu có cần phải bảo thánh nữ Faustina là phải vẽ hình Chúa ra để mà tôn thờ Chúa, để cho Chúa nhìn đâu, chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta để ý đừng lý luận theo cái kiểu lý luận của Satan. Nó tìm cách nó lôi chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa, lôi chúng ta ra khỏi cái nhìn yêu thương của Chúa, bởi vì nó sợ chúng mình đổi đời, bỏ nó và đi theo Chúa. Cho nên tôi khuyên anh chị em trong năm.
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, một phóng viên hải ngoại của tờ báo US Today của nước Mỹ đăng trên tạp chí này một câu chuyện có thật và khá cảm động. Khi mà chị đi làm việc tại đất nước Somali, chúng ta biết Somali là một đất nước miền Đông Phi, rất nghèo, nghèo vì cuộc nội chiến tương tàn đẫm máu, nghèo vì thiếu lương thực một cách trầm trọng. Trẻ em suy dinh dưỡng rất nhiều. Một ngày kia chị phóng viên đến một ngôi làng của đất nước Somali. Trong ngôi làng này hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng người. Thì ra tất cả đều đã chết. Thi thể của họ nằm la liệt trên mặt đất. Người phóng viên tiến đến gần và chỉ phát hiện ra có một thi thể hình như còn cử động. Tiến đến gần thì đó là một cậu bé khoảng chừng 10-11 tuổi. Thân hình ốm o, chỉ có cái bụng là thật to, chắc là sáng lãng. Gương mặt nhăn nheo như một cụ già. Người ta nói khi chúng ta đói không có gì ăn, da chúng ta sẽ nhăn lại. Ta biết châu Phi là tóc đen, mà tóc cậu bé này nó đỏ hoe cả. Suy dinh dưỡng một cách chậm chậm, chỉ còn hơi thở thoi thóp thôi. Người phóng viên lấy trong túi mình chỉ có một trái cam duy nhất trao vào tay cậu bé. Mà cậu bé gì như cầm cái trái cam cũng không nổi. Rồi cậu cố gắng ngồi dậy, không nói được lời nào, đôi mắt dường như cảm ơn. Rồi cậu trỗi dậy ôm cái quả cam đó đi về hướng của một căn chòi nho nhỏ. Người phóng viên đi theo để xem cậu bé đi về đâu. Cậu bé bước vào trong chòi, nằm dưới đất là một cậu bé khác, nhỏ hơn, chắc là em của cậu bé này. Và một cái hành vi không tưởng đã diễn ra trước mắt của người phóng viên. Đứa anh ngồi xuống bên em nó cắn từng miếng của trái cam, nó nhai thành nước và nó nhả nước, nó mớm nước cho đứa em nằm bất động của nó. Cái công việc đó đối với một người khỏe mạnh không là gì cả, mà đằng này là một đứa bé đói sắp chết. Nó mớm cho em nó xong một trái cam thì nó cũng kiệt sức rồi nằm xuống bên cạnh em nó. Nó kết thúc cuộc đời với hơi thở cuối cùng. Nhưng lạ lùng này, qua cái chết của đứa anh thì đứa em hồi sinh, mở mắt và tròn tỉnh. Thưa anh chị em, chúng ta là con người, chúng ta khác loài vật lắm. Loài vật khi đói nó phải ăn vì đó là bản năng sinh tồn. Còn con người của chúng ta có ý chí, có lý trí, có nghị lực. Ta đói nhưng ta sẵn sàng nhường cái của ăn cho một người khác, nhất là người thân yêu của chúng ta. Cậu bé đã làm một việc không tưởng, hy sinh mạng sống để cho em nó được sống. Người phóng viên đã rơi nước mắt và luôn luôn day dứt trong lòng mình, tại sao có những em bé còn biết sống yêu thương dường ấy. Thì thưa anh chị em, qua cái hành vi của cậu bé trong cái câu chuyện, để chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu nói hơn nữa. Chúa Giêsu nói với chúng ta điều gì? Không có tình yêu nào lớn hơn là dám thí mạng sống của mình vì người mình yêu. Hôm nay chúng ta nghe tin mừng của Thánh Mát-cô, một trang tin mừng thật hay và thật giá trị. Chúa Giêsu cũng đưa ra một cái hình ảnh của một tình yêu, của một lòng mến. Và chính từ cái tình yêu và lòng mến cao cả đó đã có một sự hy sinh lạ lùng.
biết cho đi và cho đi tất cả. Hình ảnh mà Chúa Giêsu đưa ra hôm nay trong tin mừng không phải là hình ảnh của những kinh sư, không phải là những cái con người súng xính trong áo thùng, giàu sang trong tiền bạc, có địa vị, có chức danh, ngồi chỗ nhất trong hội đường, ngồi chỗ danh dự trong bàn tiệc. Chúa Giêsu không dùng những hình ảnh đó đâu thưa anh chị em. Nhưng mà tin mừng hôm nay diện Chúa Giêsu cũng nói đến giáo hội, nói đến các linh mục của Ngài. Giáo hội và các linh mục trong mọi thời đại luôn có một cái cám dỗ đáng sợ, đó là gì? Thích những địa vị, thích chức quyền và thích bổng lộc, thích sự giàu sang. Hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài mời chúng ta trở về với cái con đường nên thánh. Phải nghèo đi mới nên thánh, giàu không nên thánh đâu. Đức Giêsu, Ngài là đấng thánh, Ngài đã đi cái con đường tình yêu trong cõi nhân gian này, cái con đường của sự nghèo khổ. Và hình ảnh mà tin mừng Chúa đưa cho chúng ta, hình ảnh của một người nghèo, cái người nghèo tận cùng của xã hội, đó là một bà quá, một người đàn bà quả phụ. Hôm nay tin mừng Thánh Mát-cô mời chúng ta nhìn về Chúa Giêsu, nhìn theo ánh mắt của Ngài, lắng nghe lời nói của chính Ngài. Hôm đó Đức Giêsu đang ngồi ở những bậc thềm trước đền thờ Jerusalem, và Ngài nhìn về thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Ngài quan sát những người hành hương đến để bỏ tiền vào trong thùng tiền dâng cúng. Ta thấy câu tin mừng này nói với chúng ta, Chúa Giêsu không ở xa đâu anh chị em, Ngài ở đây, ở giữa cuộc đời của chúng ta. Ngài là Thiên Chúa làm người nhập thể một cách thực sự. Ngài quan sát đến mọi người, Ngài để ý tới những người chung quanh Ngài. Hãy có một ánh mắt như Đức Giêsu. Chúng ta không chỉ sống riêng cho mình, nhưng sống vì mọi người. Khi Chúa Giêsu Ngài quan sát, Ngài thấy điều gì xảy ra? Ngài thấy có rất nhiều người giàu đến bỏ rất nhiều tiền vào trong thùng tiền. Chúa Giêsu dường như không bình luận gì về người giàu bỏ tiền nhiều cả. Nhưng mà cái những người giàu bỏ nhiều tiền vào trong thùng tiền đó cũng là điều tốt thôi, vì đó là bổn phận của mỗi con người trước Thiên Chúa. Đồng tiền dâng cúng trong đền thờ để sử dụng trong đền thờ, lo đền thờ của Thiên Chúa một cách trang trọng, tốt đẹp, sạch sẽ, xứng đáng là nơi thờ phượng. Chúng ta có trách nhiệm. Chúa không bàn gì tới cái người giàu bỏ tiền vào trong thùng tiền cả, nhưng Chúa lại dõi mắt nhìn xem một người vừa xuất hiện, người đó là ai. Xin thưa, tin mừng ghi rằng một bà hóa nghèo. Ta biết vào thời Chúa Giêsu, đàn bà không được kể đến. Vào thời Chúa Giêsu thì đàn bà với trẻ em được xếp như nhau. Các bà, các cô, các chị thời đó không có cửa mà ngồi ở trong chính điện như thế này đó, ngồi ở bên vòng ngoài. Đàn bà bị coi thường, mà đây là bà hóa nữa, tức là mất chồng rồi, thân cô thế cô, không có ai bảo vệ cho cả. Do đó bà ta là một người hẩm hiu, phận bạc, nghèo. Mà dường như chúng ta thấy Chúa Giêsu thích nhìn những người nghèo hơn là người giàu. Còn thưa chị em các bạn thì có thích nhìn người nghèo không? Tôi thì tôi thích nhìn người giàu hơn. Người giàu họ ăn mặc áo quần đẹp lắm, mặt mày cũng đẹp, tóc tai cũng đẹp. Tôi biết một cái nhóm được gọi là nhóm nữ doanh nghiệp thành đạt người Công giáo của chúng ta. Trời ơi, họ đẹp quá sức đi. Họ xài mà nghe những cái ví của họ mười mấy triệu. Cái ví của tôi bỏ túi quần nó có 300 ngàn. Cái ví của họ mang trên vai mười mấy triệu. Nó giật là phải mà. Áo quần hàng hiệu, giày hàng hiệu, đồng hồ nhấp nháy cũng hàng hiệu.
thích nhìn lắm thưa anh chị em. Còn Chúa Giê-xu, Ngài cắt cớ, Ngài lạ đời. Người giàu súng xính trong những quần áo thụng xinh đẹp, Ngài không nhìn. Nhìn một người đàn bà hóa phụ nghèo. Mà cái bà hóa này, ta biết những người nghèo họ đi họ đâu có ngước mặt lên trời đâu. Những người nghèo thường cúi gầm xuống dưới đất. Bà xuất hiện lẻ loi, không ai đếm xỉa tới bà cả. Bà biết phận mình. Bà tiến đến đồng thùng thùng tiền và làm gì? Bỏ vào đó chỉ có 2 đồng tiền nhỏ mà Tin Mừng ghi rất là rõ. 1/4 của đồng xu Roma. Đồng xu thì nó là tiền cuối cùng rồi. Nhưng mà không biết sao Chúa Giê-xu Ngài tò mò quá sức. Bỏ có 2 đồng tiền nhỏ mà Ngài thấy. Thường khi bỏ tiền vào trong oi đó, thưa anh chị em, nhớ khi chúng ta bỏ tiền vào cái giỏ tiền trong nhà thờ, hãy nhớ Chúa Giê-xu đang nhìn xuống bàn tay của chúng ta đó. Nhìn xuống cái cõi lòng của chúng ta đó. Không phải Ngài coi chúng ta bỏ bao nhiêu, nhưng bỏ vào đó, hãy bỏ bằng một tấm lòng. Ông Trịnh Công Sơn nói hay lắm, ta trao cho em một chút tình, nụ cười mới khúc khích trên lưng. Ta bỏ 100 đô la mà bỏ vì ta giàu, ta chả thiết tha gì một tấm lòng, thì thưa anh chị em, không đáng giá là bao đâu. Ta bỏ vào chỉ 1 vài ngàn thôi, nhưng với tất cả tấm lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa, thì đó là đồng tiền vô giá. Cái người nghèo bỏ tiền nó khác cái người giàu lắm. Người giàu thường thường bỏ vào tay với ngửa ra để thấy là 100 ngàn, 200 ngàn. Còn người nghèo ít tiền, đồng cái bàn tay nắm chặt lại để không ai thấy cả. Vậy mà Chúa Giê-xu ơi, Chúa lại thấy. Khi Ngài thấy cái hình ảnh đó, tôi thiết nghĩ Chúa là một đấng giàu lòng xót thương, Ngài chắc cũng chạnh lòng thương xót. Do đó Ngài mới nói với các môn đệ của Ngài, này Thầy bảo thật cho anh em, chính bà hóa nghèo này đã bỏ nhiều tiền nhất. Thì chúng ta mới hỏi với nhau, Chúa Giê-xu không biết tính toán là sao? Nhưng Ngài không biết tính tiền. Những người bỏ nhiều thì Ngài không đếm xỉa. Người bỏ có 2 đồng tiền thôi thì Ngài bảo rằng bỏ nhiều nhất. Tại sao là bỏ nhiều nhất khi chỉ có 2 đồng tiền? Chúa trả lời cho chúng ta đây. Nhiều người bỏ vào đó tiền dư bạc thừa, còn bà hóa này đã bỏ vào đó tất cả tài sản của bà, số tiền mà bà dùng để sinh sống. Có nghĩa là gì? Bà cho ít lắm đấy, thưa Chúa, nhưng mà thưa Chúa, đó là con cho tất cả những gì con đang có. Anh chị em và các bạn trẻ thân mến, người đàn bà hóa trong câu chuyện hôm nay là một bài học của một tấm lòng cao cả, biết cho đi tất cả cho đến tận cùng, làm đẹp lòng Thiên Chúa xiết bao. Nhưng mà Tin Mừng và ý nghĩa không chỉ dừng lại ở cái chỗ này, nhưng còn đẩy chúng ta thêm một cái ý nghĩa khác. Cái hình ảnh của người bà hóa nghèo biết cho đi tất cả hôm nay, đó là hình tượng của Đức Giê-xu, một vị Thiên Chúa làm người mà Thánh Phaolô diễn tả. Đức Giê-xu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài đã hóa mình ra không, mặc lấy thân phận của phàm nhân, sống như người tôi tớ. Có nghĩa là gì? Đức Giê-xu Ngài là Thiên Chúa giàu có, nhưng Ngài trở nên nghèo để cho chúng ta giàu có. Có nghĩa là gì? Chúa cho đi tất cả thân phận của một vị Thiên Chúa, trao cho chúng ta thân mình của Ngài, máu của Ngài, giá máu của Ngài đổ cho đến giọt cuối cùng trên cái thập tự giá. Vì cái gì? Vì một tình yêu, vì một lòng mến. Ngài cho chúng ta tất cả để chúng ta được sống. Ngài cho chúng ta tất cả để chuộc lại tội lỗi của nhân loại này.
Chúa Giêsu đã cho đi. Vậy thì tôi và anh chị em cùng các bạn, chúng ta đã biết cho đi chưa? Cho Chúa bao nhiêu? Cho đời bao nhiêu? Cho tha nhân bao nhiêu trong cuộc đời của chúng ta? Một triết gia người Pháp nói một lời rất hay: khi con người chúng ta chết, bàn tay của chúng ta không cầm nắm được cái gì trên cuộc đời để mang theo đâu, chỉ còn cầm được những gì mà chúng ta khi còn sống biết cho đi. Đúng vậy, thưa anh chị em, khi chúng ta giả từ cuộc đời không mang được gì theo cả, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, đô la, vàng bạc, chúng ta không nắm được một chút gì cả, chỉ còn nắm được cái gì? Những gì chúng ta đã biết cho đi. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội đang sống trong tháng các linh hồn. Cái mùa này được gọi là mùa của sự báo hiếu, tôi thì vẫn thích gọi là mùa của sự trả nợ tình xa. Nói như Thánh Phaolô, chúng ta mắc nợ nhau về một lòng mến trả hoài không hết. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta có cha, có mẹ, có ông bà, những đấng sinh thành, cưu mang, dưỡng dục chúng ta nên vóc, nên hình. Do đó cái mùa linh hồn về, chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận báo hiếu, tỏ lòng thảo hiếu đối với ông bà tổ tiên của chúng ta. Vậy thì chúng ta báo hiếu như thế nào đây? Tôi lại nghĩ đến bài tin mừng hôm nay: hãy báo hiếu bằng hai tiếng cho đi. Trước nhất chúng ta cho đi, chúng ta cho Thiên Chúa cái gì đấy này? Cho Thiên Chúa thời gian, cho Thiên Chúa những phút giây chúng ta cầu nguyện với Ngài. Thưa anh chị em, nếu chúng ta không có đời sống cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ mệt mỏi trong những thánh lễ, chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề trong việc giữ đạo. Nếu chúng ta không có đời sống cầu nguyện, làm sao chúng ta có thể đứng vững trước cái cuộc đời đầy đổ vỡ, đầy tan tóc này? Chúng ta cho Chúa sự cầu nguyện, cho Chúa thời gian, Ngài sẽ cho chúng ta lại điều gì? Ân sủng, tình yêu, sức mạnh của Ngài để giúp chúng ta đứng vững ở trên đường đời. Cái cho đi thứ hai đó là chúng ta cho đi những gì chúng ta đang sở hữu cho những người nghèo. Người nghèo đang ở bên cạnh chúng ta đầy dẫy. Một chị Việt Kiều ở bên Mỹ nói với tôi: thưa cha, trước đây con đi xe hơi Camry, cứ mỗi năm thì con lại thay xe mới. Mỗi lần thay xe mới thì phải bù 6.000 đô la. Bây giờ con nghĩ lại, con sử dụng tiện nghi hết sức là sung sướng. Nhưng mà con còn nghĩ lại, rất nhiều người không có tiền mà ăn. Từ đó con không đổi xe nữa, dành tiền trao cho người nghèo. Nếu như những người giàu ở trên thế giới này biết thương người nghèo, chắc chắn không có thế giới của sự nghèo đói bao giờ. Hãy cho đi. Tin mừng với một tiếng vang mời gọi chúng ta cho đi và cho đi. Sự cho đi thứ ba là cho đi giờ giấc kinh nguyện, những thánh lễ chúng ta dâng, những tràng chuỗi băng côi chúng ta đọc, dành cho các linh hồn nơi chốn luyện hình. Thánh Alphonso có nói, càng dâng thánh lễ nhiều, càng lần chuỗi băng côi nhiều, các linh hồn sẽ hưởng nhờ nhiều. Trong tháng này chúng ta nhớ tới các linh hồn để biết cho đi, dành những ơn ích cho các ngài. Và mỗi khi mà chúng ta nhớ một tràng chuỗi băng côi, một thánh lễ chúng ta dâng, thì biết bao nhiêu linh hồn đang hưởng nhờ, chắc chắn chúng ta sẽ không lười biếng mà thêm sốt sắng và siêng năng. Để có thể cho đi, cần có một tấm lòng. Lạy Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của tình yêu, xin Ngài mở rộng tâm hồn của chúng con ra, để chúng con mới biết mở đôi tay của mình ra mà cho đi tất cả. Amen. Anh chị em thân mến,